chào cả nhà mình ạ. Rồi vào liền live stream với shop. Hôm nay này các chị tặng rất là nhiều váy đồng vừa đẹp mà lại vừa rẻ cho chị em mình luôn ha. Bình thường mình mua em hơi lắm một chút xíu nha, cả nhà mình vào lại dùm em ha. Rồi bình thường cả nhà mình mua một cái em váy trung niên tầm khoảng nhiêu tiền các chị ạ? Ít nhất khoảng 500-700 cả triệu đúng không? Trong bài livestream ngày hôm nay, cả nhà săn sale với shop đi các chị ạ, trăm mấy à, mấy chục ngàn cái rồi em sale xuống cho mình ha. Vừa bán vừa tặng cho chị mình luôn ạ. Đó, giá tặng cho những chị khách quen và cũng coi như giá làm quen với những chị khách mới luôn. Cố gắng mình đặt hàng phải thật là nhanh và thật là sớm cho em nha các chị ơi. Bên em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại cho tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo là có đơn hàng cho mình nè. Còn chị nào mà mình đặt hàng chậm quá hay sao, có chị nó hết hàng đó, cho nên cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh. Em chào chị Ngọc Nhi nha, em chào cả nhà mình mới vô. Vô liền livestream của em đây các chị, quá trời mẫu đẹp trong live ngày hôm nay luôn. Nhanh tay đặt hàng thiệt là sớm thì dùm em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn nè. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Mẫu đầm đầu tiên đang mặc trên người này các chị, hoa vàng nhưng mà không hề sợ kén nhau chút xíu nào cả, rất là tươi, rất là dịu luôn ha. Trời ơi, nguyên một cái rườn hoa di động này các chị. Rồi váy này em may kỹ lưỡng hai lớp chất liệu vải von cho mình ha, mềm mại nhẹ nhàng và siêu mát cho mình luôn. Hai lớp cho mình có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1535. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nè, 1535 kèm số điện thoại. Em chào chị Thúy Nhi và ở nha, em chào cả nhà mình mới vô. Mình thấy bài livestream này có rõ không mấy chị ơi? Các chị mình xem bài livestream này có thấy rõ không ạ? Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1535 nha các chị, 1535 ha. Đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em 1535 kèm điện thoại. Em váy này hôm qua cả người đặt hàng được giá nhiêu nè, 420 đúng không? Bây giờ em sẽ sale xuống luôn, sale tặng cho chị em mình chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng thôi ạ. Trời, hoa này các chị, hoa lá trải đều trên này vải cho mình, quá xuất sắc luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1535 nha. Đang có cho mình 4 size đầy đủ luôn, có M, có L, XL và lại cả 2XL luôn ạ. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg, eo tối đa tầm 85-86 độ về. Mã số sản phẩm là 1535 ha. Giá của em đó ngày hôm nay chỉ có là 249.000 đồng thôi. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Mê hay các chị, em chào chị Hồng Hạnh nè, chào cả nhà mình mới vô. Chấm bài cho em đi các chị, vô đầu livestream chấm bài, chia sẻ livestream liền. Đặng xíu nữa nhiều chị khách vô quá, mình đặt hàng không có kịp đâu nha. Chị nào có chia sẻ livestream, đặt hàng đúng cú pháp và đặt hàng nhanh nhất thì chắc chắn là em sẽ có sale rẻ nè. Còn chị khách nào đặt hàng chậm hay sao hết hàng đó, cho cố gắng mình đặt hàng phải thật là nhanh và thật là sớm cho em để bên em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1535, đặt hàng nhớ kỹ mã cho em 1535 em xuyên thoại em tư vấn. Vòng tay may một lớp thân váy kỹ lưỡng may cho mình luôn là hai lớp, có khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Đồng hoa cho mình xinh quá trời đúng không các chị, đẹp nè, rẻ nè và sang cho mình. Rồi tiếp tục em sẽ lên luôn cho mình một cái em đầm khác nữa ha. Rất là nhiều đầm đẹp ngay trong bài livestream ngày hôm nay. Lên cho mình một cái em đầm đỏ đỏ, chở tươi tươi chút xíu ha. Dạ, mẫu em đang mặc trên người mã 1535 á chị. Mình đặt hàng cho em xin mã số đi chị yêu ơi. 1535 kèm số điện thoại liền giùm em nha. Đầm đẹp quá trời quá đất, quan trọng mình có đặt hàng nhanh không nè. Đặt hàng nhanh em tư vấn cho mình luôn. Còn chị khách nào đặt hàng chậm là nó hết hàng đó nha. 54kg mặc size L cho em đây chị. Giao hàng tận nhà chị ơi. Và khi chị mình nhận được hàng tại nhà, các chị mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Dồn đơn cho em 600.000 đồng được miễn phí do hàng tại quốc nữa nha. Nhanh tay đặt hàng sớm em tư vấn luôn. 1535 kèm số điện thoại cho em, giá chỉ có là 249.000 đồng thôi ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa. Đây ơi, cái đầm này trời ơi, tôi không cần tưới mà sao rẻ, tao nói rẻ gì đâu luôn á các chị. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1492. Tươi không các chị? Thấy màu đỏ đỏ hồng hồng là thấy tươi rồi đúng không? Chứ lại vải này dòng vải von kính cao cấp nha. Vải này rất là mướt luôn. Em đang giảm cho mình luôn á. 139.000, chỗ báo giá hết hồn liền. Báo giá của chị mình hết hồn liền ạ. Vải von thì cái mặt vải này nó rất là mướt. Không những nó mướt nè, nó còn mềm nè. Mặc lên thì nó còn mát cho mình nữa. Rồi, váy này em chỉ còn cho mình có 2 size thôi các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1492 nha. 1492 giá 139.000 đồng. Ui, ba size các chị ạ. Em còn cho mình size M, size L và một cái size XL cuối cùng. 40 cho tới 60kg cho em. Đầm này 40 cho tới 60kg cho em ha. Xinh quá trời này các chị, đặt hàng liền em tư vấn nào các chị yêu ơi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1492. Đầm đang mặc trên người mã số 1492 này các chị, cổ tròn nha, tay ngắn.
đứng gần cho mình xem cái chất liệu vải này. Trời ơi, cái làm này giọng vải von kính ha, nó sẽ có những cái đằng sọc sọc như thế này. Rồi vai hơi phồng này, tay ngắn cho mình luôn. Phần tay thì thường sẽ may một lớp, mình mặc sẽ thoải mái hơn. Còn trong phần thân váy thì em sẽ may kỹ cho mình luôn là hai lớp, có cả hai cái túi luôn đó. Và thường thì váy em sẽ mang dài dài, em ở đây cao mấy 65 đầm em mặc dài ngang nửa bắp chân của em đó. Mình thích mặc dáng dài để dài, không thích mặc dáng dài sao quý chị, lên like cắt ngắn tùy theo cái thích của mình mà không hề sợ bị mất phong luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492 ạ. Mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới cho em tư vấn luôn. 1492 kèm số điện thoại, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu các chị, 139.000 đồng. Kiếm đâu ra cái em đầm trung niên mà giá chỉ có 140 các chị, chỉ có bên nhà em có thôi, 139.000 đồng. Quan trọng là đặt hàng nhanh không, đang chậm hết hàng nè. Em có cho mình đa số là size M, size L, size L có 16 cái à, với lại còn cho mình là một cái size XL cuối cùng và duy nhất. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. Rồi 1492 tranh thủ lên đơn sớm cho em có chịu ạ. Giá bao nhiêu nè? 139.000 đồng, quá xuất sắc. 1492 cho em, 1492 cho em cả nhà ơi. 1492 nè ha. Rồi 139.000 nè ha. Chỗ quá rẻ luôn các chị ơi. Đặt hàng nhớ kỹ mã dùm em, chị khách nào đặt hàng thiếu mã hoặc là sai mã số thì sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale. Cho nên cố gắng mà đặt hàng thiệt là nhanh dùm em nha. 1492, chị Trang Nguyễn nè, chỗ có một cái 1492 duy nhất luôn á chị. 1492 kèm số điện thoại liền dùm em cả nhà ơi, quá rẻ luôn. 1492 quá rẻ luôn cả nhà ơi. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 139.000, 139.000 đồng. Em chào chị Bảo An, em chào cả nhà mình mới vô. Quan trọng mình đặt hàng nhanh nhanh dùng em nha các chị ơi. Đầm quá trời quá đất đẹp luôn nè. Cổ tròn tay ngắn dáng đầm phong xòe. Cái mẫu đầm này á chị, đơn giản dễ mặc luôn, không bao giờ sợ qua thời hay lỗi mốt gì hết. Đầm này phải nói là quá xuất sắc rồi các chị ạ. Rồi nhanh tay lên đơn sớm để dùm em tư vấn luôn nha. Mẫu đang mặc trên người mã 1492. Đầm này mặc trắng da lắm. Em cảm ơn chị Cát Tường Lê nha. Mẫu đang mặc 139.000, 139.000 đồng chị. Thế nào mình đặt hàng lên đơn liền cho em, chỉ 139.000 đồng có ngày đầm đẹp tươi ơi là tươi luôn ha. Đó và như chị Cát Tường Lê nói đó, rất là trắng luôn, vừa tôn da vừa tôn dáng người mặc, mà mình mặc hoài á không có sợ mà bị lao qua thời hay lỗi mốt gì hết. Có 139.000 đồng rẻ quá trời quá đất, mình tranh thủ đặt hàng sớm ngay cho em tư vấn luôn nha. Chia sẻ liền cho em đi chị, chị nào đặt hàng không có chia sẻ không có lên sale được đâu. Đặt hàng không có chia sẻ không có lên sale được đâu chị ơi. Đặt hàng là phải có chia sẻ cho em nha. Mình chia sẻ ba lượt thôi là được rồi. Chia sẻ. Em chào chị Hạnh Đào nha. Em chào cả nhà mình mới vô. Có chia sẻ mới sale được, không có chia sẻ không có sale được đâu quá trời. Rẻ quá trời quá đất nè, không nhanh ta đặt hàng sớm nó hết uổng lắm luôn á chị ơi. Rồi đây tiếp tục nè, em lên cho mình cái body bút gì này, cũng là hàng siêu phẩm thôi nha. Còn có vài cái ui trời ơi còn quá chị ít luôn á. Thôi lên sale luôn cho mình đây nè. Rồi đặt hàng nhanh nhanh tay cho em lên tiếp nè. Giảm dạ, chào chị Thiêu Thiêu Lê nha, em chào cả nhà mình mới vô nha. Rồi cảm ơn các chị mình chia sẻ liền dùm em đi chị ơi. Ba lượt thôi, đầu livestream mình chia sẻ nè. Đó mình đặt được đầm sale nhiều nè các chị, với lại mình đặt kịp. Chứ giữa livestream nhiều chị khách vô lắm, nhiều chị khách đặt hàng sớm là mình không có đơn đâu. Đó bây giờ mình vô sớm nè, mình đặt hàng liền đi, mình chia sẻ liền cho em đi nha. Tiếp tục em lên sóng sale cho mình cái đầm này nè. Tương tác mạnh mẽ lên cả nhà ơi, chấm bài tương tác này, chia sẻ livestream thả tim em đi các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1441. Đầm này có mấy cái à? Đầm này có mấy cái à các chị ơi? Hôm nay chị khách nào đặt hàng cái mẫu đầm này ha, em giảm giá cho mình nè, hoành tráng một bữa luôn. 1441 em chỉ còn cho mình là có 3 size thôi à. Một cái size M này, bốn cái size L, hết size XL rồi nha. Nhưng mà chị nào mặc size XL mình lấy size XL mặc được. Hết size XL mình lấy size XL về nhà bóp nhẹ phần eo đùi giùm em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1441 nè. Đầm body bút chì ca giãn cho mình luôn. Chị khách nào đặt hàng mẫu đầm này em giảm giá cho mình luôn. 149.000. 149.000 đồng, chậm xíu máy giá nha các chị. 149.000 đồng thôi, đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em. 1441 kèm số điện thoại. Đầm body mà họ tiết này, họ tiết dập ly, body dập ly nha. Mà với những cái vải dập ly như thế này á, mình mặc không có sợ bị nhăn đâu các chị. Đầm đẹp lắm mà không sợ bị nhăn một chút xíu nào cả. Nè vải màu nâu cho mình nè, mặc tôn da này hay các chị. Đó họ tiết nè, từng chùm hoa li ti dễ thương không? Từng chùm hoa nhí dễ thương các chị. Ôm eo nè, đó cái dáng đầm body này các chị, chỗ đẹp quá trời luôn á. 149.000 đồng mã này luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số 1
1441, đầm em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1441. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nè, 149.000 đồng xả luôn. Vừa bán vừa tặng luôn nha các chị. Bình thường các chị mua cái đầm này giá 149.000 đồng hoàn toàn không có. Bình thường mình mua phải là 349.000. Ngày hôm nay em giảm, mỗi chị giảm 200.000 luôn, chỉ còn 149.000 đồng thôi ha. Rồi ngay bây giờ các chị mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1441. Đầm đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1441 nè. Đầm dập ly cho mình, trời ơi nó đều thấy ghê không, dập ly như thế này nha, không có sự nhăn đâu, co giãn cho mình luôn, gam màu nâu mặc lên siêu trắng nè, từng cái chùm hoa nhỏ nhỏ nữa ha. Lên size 2XL, đây là chị size 2XL này chị, em có cho mình size M, size L và 2X, 40kg cho tới 65-66kg, em tới đây tầm 85-86 độ về nha, có sale luôn trong livestream này. Rồi mã số 1441 cho em giá bao nhiêu ạ? 149.000, rồi 149.000 đồng nha, mã số 1441 cho em, 1441. 1441 nha chị. Rồi giá bao nhiêu ạ? 149.000 trăm rưỡi á chị ơi, trăm rưỡi á. Rất là rẻ luôn. Em có cho mình một cái M, 4 cái L, hết size XL và 27 cái size 2X. 2XL đặt cho em mẫu đầm này trăm rưỡi thôi, đẹp lắm, vải đẹp nha. Sờ lên đầm này chất lụa nhung chị, lụa nhung dập ly, chị mình sờ lên nha, nó đã cái tay nó xuống cái này lắm, nó mướt lắm luôn. Cổ tay này là tự nhíp nha các chị, cổ ta cổ cái cổ áo này về tự nhíp giùm em. Ở đây thì em tự nhíp hay cái form của em thích nửa kính nửa hở, em nhíp nhíp giữa giữa này nè chị. Chị khách nào thích kín đáo nhíp cao lên xíu tới đây cho em ha. Chị khách nào mà mình thích mặc gợi cảm sexy nhíp nhíp là thấp thấp xuống chút xíu. Rồi trăm rưỡi váy này giùm em các chị ơi, mã số 1441, đầm này cũng tương đối khá dài nha, em cao 1m65 mà nó mặc dài ngang nửa bắp chân của em á, thích mặc dài để dài, không thích mặc dài lên like, không có liên quan tới cái form trên hết đó. Rồi từ đây này các chị, đây thậm chí mà nửa đây nè chị, đó em mặc cả giờ thấy không, vẫn đẹp, không có liên quan gì tới cái form trên hết nha. Đó cái phần đuôi váy thích để dài không thích đuôi váy dài thì mình lên like cắt ngắn được, chỉ có 150 một váy thôi. Mã số 1441 cho em ha, mã số 1441. Em còn cho mình 3 size chuẩn bị qua mẫu nha các chị, em còn cho mình size M 1 chiếc, size L 4 chiếc, XL hết hàng và 2XL thì em sẽ có cho cả nhà mình 27 chiếc cuối cùng. Chị nào mặc size XL đổi lấy size 2X giùm em, bóp cái phần eo giùm em nha. Cổ này khi em gửi hàng về nhà thì cái cổ này nó sẽ hở ra và mình mặc lên người thì mình nhíp lại một vài vòng chỉ thôi là nó sẽ vô form như vậy đó. Rồi nhớ giùm em nha các chị, khóa kéo phía sau nè, form như vậy nè, to giãn nè, mê không các chị, quá xuất sắc rồi, sale luôn trăm rưỡi luôn. Tiếp tục em sẽ lên luôn cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Đây em có cái đầm này, đầm sơ mi suông siêu phẩm trong ngày hôm nay, siêu phẩm giảm cho chị Dương Ngọc Mến nha. Trời ơi em váy này chị mua rồi, giá 200 mấy nè, em cảm ơn chị. Trời, bữa lúc em mới về có chị 350 đó, ngày hôm nay là quá rẻ rồi, có 150 chị mua 200 mấy là cũng đã rẻ rồi. Chị yêu mình mua 200 mấy là em cũng đã sale rẻ rồi đó. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1441 nha, các chị mình đặt hàng tranh thủ là giùm em luôn. Chị Diệu Linh nè, 1441 và size M em còn một cái thôi chị, size M còn đúng một cái cho chị mình luôn á, co giãn nè, trời ơi thích lắm. Đầm này mà mình bỏ vô vali á chị, xong rồi mình mặc mình đi du lịch cho em, tới chỗ dở ra mặc được liền luôn, hỏi còn phải ủi luôn cũng được nữa. Rồi chờ em xíu nha, em thay tiếp mẫu khác. Trời hàng hot cả nhà ơi, hàng hiếm, về được có một đợt rồi qua luôn à. May mốt mà các chị coi lại livestream cũ của em hả, các chị kiếm không có đâu. Rồi tiếp tục nè, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1491. Xin lỗi các chị, họ tiếng ha. Đầm này em cũng bị lẻ size, em có cái mẫu đủ size xíu nữa em lên cho mình. À, cái mẫu đủ size là y chang vậy luôn, nhưng mà da beo. Còn em đang mặc trên người là nó không có phải da beo, nó họ tiếng. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã 1491, em có 3 size nha, 3 size cũng có 2X nè chị. Em có cho mình 14 cái size M nè, 6 cái size L và 2 cái size 2XL cuối cùng. Thì đầm này em đã hết size XL rồi nha các chị ơi. Rồi giá bao nhiêu ạ? 179.000. Măng tô, vải xịn luôn. Thấy nghe nói tới vải măng tô là biết rồi, vải đắt tiền rồi. Hai túi luôn ha, khóa kéo phía sau. Dáng này dáng suông á các chị. Đầm này đầm phơm suông á các chị ơi. Thích mặc ôm eo để ôm eo, không thích mặc ôm eo bóp eo cho em.
bóp eo lại cho em ha. Nhưng mà thấy cái đồng này để xuông rồi là quá đẹp rồi, không cần phải bóp gì hết trơn á. Mã số 1491. 1491 giá bao nhiêu các chị ạ? À? 179.000 đồng. 179.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay ha. Em còn cho mình 3 size từ 40kg cho tới 66-67kg. Eo tối đa eo 87 đổ về, mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mã số 1491 cho em ạ. À. Rồi đồng này chất măng tô cho mình. Nền vải của em váy là gam màu màu trắng kem. Nền vải là màu trắng kem ha. Họa tiết là màu nâu đen cho mình, dễ mang luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1491. Em có cái này nữa các chị. Sammy Yabel. Mã xíu để em lên hai các chị ha. Lên liền một lúc hai cái kìa, mình có chán không ạ? Đây, cái này thì nó full size hơn chút, không biết full size. Chờ em xíu nha, chờ em 3 giây. Đó. Rồi, còn mẫu em đang mặc trên người nè là 3 size. Ui, cái này hết 2X rồi các chị. Cái này hôm qua em lên có 2X đúng không? Hôm nay hết 2XL rồi. Hôm nay em chỉ còn 3 size nhỏ thôi. Xong xíu nữa em lên sau cho mình ha. Rồi, còn mẫu em đang mặc trên người. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1491. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1491 giá của em nó là 179.000 đồng. Mã số sản phẩm 1491. 1492 size. Ủa chị, hồi nãy em thấy chị lên 1492 rồi mà ta. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1491 nha các chị. 1491 giá của em nó là 179.000 đồng chị nha. Đặt hàng nhớ kỹ mã dùm em 1491 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nè. Đặt hàng nhớ mã dùm em nha các chị. Đặt hàng chậm quá hết hàng uổng lắm luôn á. Và chia sẻ like cho em. Chia sẻ like cái điều rất là quan trọng luôn. Tại vì mình không có chia sẻ live stream là mình đâu có được chốt đơn đâu các chị. Đâu có được chốt sale đâu. Chốt giá gốc thì nó hơi cao. Mắc công mình coi live stream rồi đúng không? Mình vừa mắc công coi live stream nè mà mình lại hả chốt giá quá cao đúng không các chị. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha em. Mẫu đang mặc trên người mã số 1491, giá chỉ có 179. Em lên cho mình cái đầm full đen, em lên cho cả nhà mình cái đầm trơn một màu ha. Trời ơi xinh quá trời, cái nào cũng đẹp hết trơn á. Cái đầm nào cũng đẹp, cái đầm nào cũng sang. Quan trọng là cái chuyện đặt hàng có sớm hay không thôi. Đặt hàng sớm á là có đơn nha các chị, còn đặt hàng chậm á nó hết hàng rất là uổng luôn ạ. Rồi đây tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa. Rồi đây tiếp tục cái em váy này, trời ơi nó quá xuất sắc luôn á các chị ơi. 1531. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1531 này các chị. Đầm này thiết kế nè cổ vuông ha, cổ vuông cho mình ha, tay bồng cho mình luôn, tay phồng phồng nè, màu đen trơn, chất liệu vải von, von trái tim nổi, đồng von trái tim nổi cho mình, trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1531 này các chị. Đẹp quá trời luôn á. Von nè, mềm ha, mát nha. Những cái trái tim này nó nổi trên mặt vải. Và khi các chị mình sờ lên thì sao ạ? Mềm lắm, êm ái lắm, không chăm chích, không ngứa ngáy, không khó chịu gì hết trơn luôn. Rất là thích luôn á các chị. Và ngày hôm nay sắp sale cho mình giá nhiêu nè? 139.000. 139.000 đồng. Cái vải này trên thị trường không có đâu các chị, chỉ có riêng duy nhất mình em có rồi đó. Size M của em ha là 40-55kg, em tối đa 75 đủ về cho em mặc đẹp thoải mái nha. Xinh lắm các chị ơi, được cái hơn vậy nè. Cái mẫu đầm này của em á là size M nó lớn, size M cái form nó to á các chị, cho là 40-55kg mặc được, em tối đa 75 đủ về mặc được cho em luôn. Chỉ còn có giá tiền là 139.000, chủ có trong tư váy này thôi à. Hai lớp nha, phần tay này em để một lớp cho mình mặc cho mát, còn trong phần thân chỗ nào cần lót lót hết cho mình luôn. Khóa kéo phía sau lưng, dáng nằm dài tới đây này các chị, nửa bắp chân của em ha. Đó, dáng nằm cũng dài qua gối hết trơn á. Rồi chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1531, mẫu em đang mặc trên người mã số là 1531 ha. 1531 này các chị ơi, 139.000. 139.000 đồng, mã số sản phẩm là 1531. Chị đang mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Thì hiện tại 1531 em sẽ có cho cả nhà mình là size M là chủ yếu, 40 cho tới là tầm 55kg, em tới đây 75 độ về. Ngay bây giờ mình thấy có hàng có size mình nên đặt hàng sớm nha các chị. Và đầm mới sắp em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà. Nhưng cái mẫu đầm này chị nào 20 mấy tuổi ha, 20 tuổi, hai mấy từ 30 tuổi gì đó mình mặc được. Cho là nếu như mình mặc không vừa, mình mua về đó cho cháu mình nè, cho con mình mặc cũng vừa luôn á các chị, rất là đẹp luôn ha. 40kg cho tới là 55-56kg, em 75-76 đổ về nè. Chỗ cái vải này dễ thương quá trời luôn các chị ơi. Vải hiếm nha, mà phải nói là
ba bốn năm nay các chị lần đầu tiên về cho mình mà von mà hay có trái tim mà nổi như thế này dễ thương quá trời đúng không? Phải còn vải là em về rồi, tại vì mấy chị khách bên em họ nhận được hàng thấy ghiền rồi, bạn bè gửi mua rất là nhiều nhưng mà em không còn vải, các chị vải hiếm thì thường nó ít lắm. Rồi em chỉ còn cho mình size M thôi ha, mẫu em đang mặc trên người mã 1531 giá 139.000 đồng. Rồi 139.000 đồng chút luôn. Tiếp tục cả nhà ơi, quá trời mẫu đẹp luôn, nhanh tay đặt hàng thiệt là sớm cho em tư vấn luôn nè. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại đó, nhiêu đó thôi, mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng luôn. Tiếp tục em sẽ lên cho mình cái đầm 99.000. Ủa hôm qua có chị khách nào săn được cái này chưa, các chị mình có săn được cái mẫu này của em chưa nè? Nếu ui trời ơi còn size L nữa nè, hôm qua thấy chị khách nào đặt size L chưa được chốt đây, chị nào đặt sàn size L chưa được chốt là mình chưa có chia sẻ đúng không, mình chưa có chia sẻ là các bạn không có chốt đâu nha các chị. Nhớ chia sẻ live stream dùm em, chỉ cần chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai là được nha các chị ơi. Đó nhiều khi mà mình đặt hàng xong rồi cái tới khúc cuối, các chị tới phút cuối là gửi hàng mà cái mà kiểm tra lại cái chị mình không có chia sẻ là chưa chưa có gửi đơn được đâu các chị ơi. Chia sẻ giùm em nha, nhẹ nhàng lắm các chị ạ. Có mấy lượt đâu, em nó có nhiều shop họ bắt mình chia sẻ phải 10 lượt 20 lượt đó, rồi chơi mini game tùm lum tá lả. Ở đây mình không cần phải chia sẻ quá nhiều, cũng không cần phải chơi mini game gì hết á, cứ coi cái mẫu nào mà có size của mình chốt đơn thôi. Có 100 mấy 200 mấy ngàn chiếc mà mình về nhà dở ra bất ngờ lắm chị, tại bình thường em bán tới 300 400 500 700 lận, ngày hôm nay sale 100 mấy nó rất là rẻ luôn. Rồi bây giờ này các chị ơi, em đang mặc thấy thích cái mẫu nào phía sau bình luận phía dưới em mặc lên nha. Phía sau này là ít đó các chị, ít á, hai xào dày đặc luôn. Cái này em để ít đó các chị, đâu rồi để em kéo cho mình coi, bao la mát ngát luôn á chị ơi, nhiều lắm nhiều lắm. Mình thấy thích cái màu nào, thấy ưng cái màu nào này mình nghĩ nghĩ cái màu giùm em, cái mà mình bình luận phía dưới em mặc lên người giới thiệu mình luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người này các chị, 1530 1530 chị Nguyễn Thúy Hồng về nhận được hàng cái mẫu 1531 này này chị, thấy đẹp nha. Quay lại bình luận cho em, quay lại bình luận cho em, 40 cho tới 55 56 kg, em tới đây 75 76 độ về size M ha chị. Trời nó đẹp như vậy nè, đẹp như vậy mấy chị không hốt, mấy chị không hốt đầm đẹp vậy, mấy chị hốt đầm nào mấy chị, chỗ đẹp như vậy nè. Ôi bỏ lỡ rất là uổng luôn á, mình mua mặc cũng đẹp nữa mà trẻ trẻ hai mấy tuổi á, mặc lên cũng hợp luôn nữa, tại vì cái đầm này mặc lên rất là trẻ nha các chị. Rồi ok tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người này 40 tới 52 kg thôi, thường thường xem mờ cái chị 50 52 kg đổ về, cái đầm nó được 55 56 kg quá hay luôn á. Em đang mặc là 1313, ủa quên, 1530. Có một cái size L các chị ạ. À, em còn cho mình size M 40 tới 52 kg. Size L là tầm từ 52 cho tới 55 56 kg. Rồi em váy này giá nhiêu? 99.000. 99.000 cho em mã số 1530. Von nha các chị, đầm von em may kỹ lưỡng luôn. Hai lớp có khóa kéo phía sau lưng mã số 1530. Rồi đã mất tiêu rồi, viết bình luận cũng được rồi. 1530 nha các chị ơi. Giá bao nhiêu ạ? 99.000 ha. Giá 99.000 đồng dùm em cái mã này, xinh quá trời. Phần thân trên là gam màu xanh biển. Cái gam màu này các chị mặc lên nhìn rất là nổi bật cái phần gương mặt của mình luôn ha. Rồi hoa 3D nè ha, đó chân váy màu đen che bụng tốt, phần thân trên thì nó làm gương mặt mình nổi bật, phần chân váy màu đen mặc lên che gọn phần bụng này, nhìn cái dáng người của mình sẽ gầy hơn, sẽ thon mà nhỏ hơn luôn. Có khóa kéo phía sau lưng nha, nhanh tay đặt hàng sớm. Ủa chị Lệ Hồng ơi, 1491 phải chị thấy cái này không, chị mình được cái đặt hàng lộn mã nha, lộn mã là em bó tay luôn á chị, lộn mã là em bó tay luôn nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em tư vấn luôn. Đây cái này là 1491 này chị, cái này 1491 ha. Còn cái này là chị mình biết mãi gì không? 1531, 1531 giùm em. Tại cái điện thoại của em á nó bị lắc á các chị ạ. À. Nó bị lắc á, em ghim nó bị chợt các chị ơi, cái lại nhiều khi nó bị lỗi em ghim không được á. Đây chị mình nhìn giùm em nè. Cái này 1531 nha chị, 40 kg cho tới 55 56 kg, 139.500. Hồi bữa em bán tới 300 mấy, hồi bữa em bán tới là 308. Ngày hôm nay em giảm giá còn 140. Trời ơi, giảm giá quá trời này, 1531, 40 cho tới 55 56 kg, eo tới đây 75 76 độ về mã 1531 cho em 139. Mình mua mặt cũng đẹp, mua tặng cũng xem mua đi các chị ạ. À, về nhà dở cái mẫu đầm này ra 139.000 đồng. Em bao đẹp. Không ghiền không lấy tiền, em nói thiệt không ghiền không lấy tiền, mà nếu như ghiền quay lại đây bình luận cho em nha, em giới thiệu nhiệt tình quá trời luôn á đó. Đó giới thiệu nhiệt tình quá trời và các chị quên em luôn là em buồn lắm luôn á nha. Em đang mặc trên người này có chị, còn size ML, còn size M và L.
Còn size M và L giá bao nhiêu các chị ơi? 99.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên ơn mã số 1530. 1530 40 cho tới 55 56 kg, em có leo tầm 75 76 độ về. Ơi size L quá trời chị đặt hàng rồi các chị ạ. À. Em còn size size M thôi nha. Em còn size M thôi nha, chị lại hồng 55 kg vừa chị. 55 kg lấy size M vừa. Đẹp luôn á chị ơi. Thích lắm, xinh lắm. Rồi em đang mặc trên người mã số là 1530 ha, 1530 còn size M thôi. 40 cho tới 52 kg, em có là 72 độ về, mặc này thoải mái cho em luôn. Xinh quá trời quá đất. Ôi chị ơi, chị vô kể hả chị Lệ Hồng? Chị Lệ Hồng ơi, có cái mẫu này hồi nãy em sale 139.000 đồng này, chị mình có đặt cái này chưa? Chị mình có đặt cái này chưa? Nhiều khi mà bữa em chưa xem mấy chị mình đặt hồi cũng có. Cái này em có xem ML này chị, 40 tới 55 56 kg, 139.000 đồng đồng giá luôn này chị. Đây chị mặc cũng vừa luôn này chị ơi. Thích cái này không? Cái này mặc trắng lắm nha. Cái này mấy chị khách bên em nhận được hàng rồi khen mặc trắng mặc đẹp lắm luôn á. Em còn tồn hàng tem mát còn đầy đủ hết chị. Em còn tồn hàng xem ML. Chị yêu mình à, chị nào mà mình chưa có mình hốt hàng cho em đi các chị. Giúp em một vé mấy chị ơi, trống kho em về làm mới cho mấy chị yêu mình nữa nè. Đây cái đầm này nè, lẻ size còn size ML nha chị, 139.000 đồng. Thích em mặc bình luận phía dưới cho em, mặc cái đầm màu đỏ. Thích đầm này bình luận phía dưới mặc đầm màu đỏ cho em, hoặc là mã 1492 cho em mặc lên luôn. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nữa nha, nên mẫu khác các chị ạ. Ui cái đầm này size L chị lại không có cái này chưa, dồn đơn cho em. Đầm này em chưa mặc, em chưa mặc cái này, em mặc lên cái đó. Chị nào muốn em mặc lại cái nào thì bình luận lại cho em cái mã hoặc là cái đặc điểm của nó, nền đen bông gì đó hay là da beo hay là sơ mi gì đó, đó mình bình luận phía dưới em sẽ mặc lên lại ha. 1530 em đang mặc thì chỉ có giá là 99.000 thôi, nó rất là rẻ luôn đúng không các chị, quá rẻ. Trời có 100.000 đồng chiếc đầm von mà hai lớp luôn á, thiết kế đẹp luôn cho mình, quá xuất sắc. Rồi tiếp tục nha các chị. Em lên cho mình cái mẫu đầm này dễ thương lắm nè. Cái đầm này em mê gì đâu luôn á các chị. Nó đẹp á. Mê quá trời à. Em à. Cả cho anh đợi em đi 3 năm nữa mà đầm mê shop về cái nào là em hốt hàng cái đó liền. Quá đẹp. Quá ưng. Quá đẹp quá ưng luôn á các chị. Mê quá trời. Tới lúc đó là vừa làm vừa tốn tiền á các chị. Không đủ tiền mua đầm luôn. Trời ơi cái đầm này nó đẹp gì đâu á các chị ạ. Nhìn bên ngoài xinh lắm. Không biết các chị mình nhìn thấy trên livestream bên mặt có xinh không, chứ bên ngoài em thấy đẹp quá trời. Nền đen nè ha, hoa 3D. Hoa nè nhìn hoa giùm em, hoa màu trắng trắng nè, đỏ đỏ hồng hồng nè ha, lá màu xanh nè, bông màu vàng nè. Trời tươi không các chị, mấy cái bông này tươi ghê luôn á. Mà có cái nền vải màu đen á cho mình mặc lên nó rất là tôn cái da luôn. Đầm này em chỉ còn cho mình mỗi size L thôi, nhưng mà yên tâm đầm này là form rộng 1538 ha. 1538 179.000 đồng, 50 kg cho tới 58 kg. 50 kg cho tới 58 kg cho size L luôn, mã số 1538. Rồi giá của em nó là 179.000. Trời nó rẻ quá trời luôn các chị ạ. À. Cái đầm này chị nào đã đạt được với giá là 370, 380 đâu. Chị nào đã đặt hàng được cái đầm này với giá 370 rồi các chị. Trời ơi, nó quá đẹp luôn á. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là 179.000 đồng thôi. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1538 nè, dáng xòe dài ha. Những cái em đồng xòe lúc nào cũng che được phần bụng tốt hết trơn á. Cái hoa này có trời, trời có hoa của nó nè, tươi không có chị, xinh lung linh luôn ha. Được có cái mẫu đầm này là có cái lá màu xanh. Còn thường những cái mẫu khác á các chị, thường những cái mẫu khác có bông không mà không có lá. Còn cái mẫu đầm này thì có bông cả lá luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1538, chị có rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. À. Chị Trang Nguyễn 1538 nè, mua đi chị, cái đầm này bao đẹp luôn. Chị mình nhìn nè, cái bông nè, có cái lá luôn nè chị. Mấy cái đầm khác có lá không? Bông không à? Bông không mà chị ơi, không có lá, không có cái lá nào hết trơn á. Đó. Đó còn các em đang mặc trên người nè, vừa bông vừa lá luôn, xinh luôn các chị. Quá mê luôn. Trời ơi dễ thương quá trời. Đẹp nha, tươi mới nha các chị. Quá xuất sắc luôn, 179.000 đồng thôi. Hàng còn tem mát đầy đủ hết trơn. Em đứng xa xa nhìn thấy làm vậy tới đâu. Đây đây chị ơi, đây em đứng xa nè chị. Chị nào thấy em đứng gần quá bình luận phía dưới giùm em nha. Cho em đứng xa xa xíu nha chị ơi. Trời ơi mắt hai cái xà em đứng tới đây rồi chị. Nhưng mà cũng thấy nè chị ơi. Em cao 1m65 nha chị, đầm này nè. Đó em dài ngang nửa bắp chân của em. Form là như vậy nè chị. Đó cái form như vậy nè. Đẹp không chị? Xuất sắc luôn á chị. Mẫu em đang mặc trên người mã 1538 ha. Mã 1538 đặt hàng nhớ kiểm mã dùng em. Em tư vấn và chờ hàng luôn. 1538 kèm số điện thoại cho em là được. Đây để em bưng cái điện thoại lại đây để. Ủa cái gì mà dài dữ trời. Đi cho nó hồi dấp quá.
Rồi em bưng bưng cái điện thoại lại đây để em đọc bình luận của các chị mình ha. Đó, em đứng dậy được không các chị? Em đứng dậy sao không các chị? Mẫu em đang mặc trên người mã 1538 ha, 1538 ngày hôm nay em giảm giá luôn. Chỉ có 179.000 đồng. Xuất sắc, đẹp xuất sắc luôn. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem một phát mã này đi. Mã này thì có chị 99.000 luôn. 1465 luôn. 99.000 luôn, u còn 10 cái. Còn có 10 cái à, các chị là hoa cam nè. Hoa cam này cái u cái này cũng có cái lá mà lá cái lá không tươi bằng cái của em. Rồi mẫu em đang mặc chân còn 1538 lên đơn liền các chị. À, 50 kg cho tới là tầm 58 kg, eo tối đa 70 cho tới là eo tầm 78 độ lại thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1538, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Váy này được rất là nhiều vị khách review và rất là nhiều chị nói là đẹp rẻ đó, cho mình cứ yên tâm. Bữa hôm em bán 300 mấy mà mấy chị khách em còn khen rẻ, thì ngày hôm nay mẹ em sale cho mình có 100 mấy thì nó còn rẻ cỡ nào rồi các chị. Đó, về nhà dở cái đầm ra là thấy chất lượng liền, quá xuất sắc. Rồi lên tiếp cho mình đầm 99.000 nha. 99.000 đồng cái mã đầm này. Trời ơi, mê luôn. Cái nào cũng mê hết trơn. Đây, mẫu em đang mặc trên người mã số 1465, em còn có 10 cái thôi nha. Đầm này em chỉ còn 10 cái thôi. Cái dây này để đây là để đi ra. Trời ơi, mới nói xong luôn á, dắp luôn rồi. Rồi, tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1465. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1465 này mấy chị. Trời ơi, xinh quá trời ha. Đầm này chất là vải von chấm bi nổi. Đó, thì nó giống như cái tên gọi vậy chị. Vải von mềm mềm mỏng mỏng, có những cái chấm bi tròn 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 nó nổi trên mặt vải nha. Đó, váy mặc mềm mại nè, nhẹ nè chị, mặc mát lắm luôn á. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số 1465 này chị xinh không? Chấm bi nó nổi nổi trên mặt vải vậy ha. Tay lỡ nè, vai hơi phồng này các chị, dáng đầm phông xòe xòe cho mình. Váy này may 2 lớp kèm 2 túi, 40 cho tới 50 kg, eo tối đa tầm 70 độ về, giá 99.000 luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1465. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1465. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1465 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em nào các chị. 99.000 đồng, 99.000 đồng mã 1465. Chờ em xíu nha các chị ơi. Em sẽ viết cái mã số 14 nè, 65 nè ha. 99.000 nè ha. Rồi, giá của em váy này ngày hôm nay chỉ có là bao nhiêu các chị ạ? Rồi, sale rẻ luôn, 99.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay, từ 40 kg cho tới là tầm 50 kg. Và eo tối đa thì eo tầm 70 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn. Dáng đầm phông xòe xòe nè, dễ thương các chị. Xinh quá trời quá đất luôn mà có giá 99.000 đồng chứ nhiêu, quá rẻ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1465. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1465, giá 99.000 đồng nha. Chốt luôn cho em tư vấn nha các chị. Tiếp tục chuyển thêm như cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã đầm khác nữa. Thích cái nào các chị? Màu trơn đi. Nãy giờ em lên cho mình đầm lẻ size cơ mà. Giờ em lên cho mình đầm full size. Full size màu trơn nha các chị. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Rồi còn mẫu em đang... Trời ơi, đi qua bên đây thì nó hơi xa cái mặt của em quá. Đó, quay qua đó quá, muốn trèo cổ luôn. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người 1465 nè. Chị là mình đặt hàng lên đơn sớm cho em luôn. 1465 kèm số điện thoại nha các chị ơi. Cao mấy 65 đầm này em mặc vừa qua gối chút xíu à. Đó, thì nó sẽ hơi ngắn hơn mấy đầm khác một chút ha. 1465 giá 99.000 đồng, 99.000 đồng chốt luôn cho em nha các chị. Size M. Chị khách nào dùng đơn thì báo với các bạn dùng đơn luôn ha. Mình dùng đơn hàng 600 sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha chị. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Đây cái đầm này. Đầm này ngày hôm nay sale tới bến cho chị mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515. 1515 gam màu trơn hay các chị, màu trơn ha, màu nâu sô cô la cho mình. Gam màu trơn, màu nâu sô cô la cho mình này các chị. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vest cho chị em mình luôn. Tay ngắn nè, đó cái phần trên váy sẽ xếp ly đều từ phía trước đó và nó sẽ chạy ra tới phía sau cho mình luôn, đều từ trước ra sau. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515 ạ. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1515 kèm số điện thoại cho em là được. Trước lại vải này là dòng vải cô tông lạnh cao cấp nha các chị ơi. Vải này tương đối dày dặn nhưng mà mình mặc lên vẫn có độ mềm mại nè, đó vẫn nhẹ nè và vẫn rất là mát cho mình luôn.
luôn ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515. Chị là mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn luôn ạ. 1515 kèm luôn cho em cái xuyến thoại em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ạ. Xin hai các chị, chợ quá xuất sắc luôn. Cái gam màu này nè, mặc lên nhìn trắng tươi à, rất là trắng luôn ấy các chị. Tay ngắn nè, vai xếp phòng nè, mê chưa. Full size, 4 size cho mình dễ chọn luôn. Em đang có cho cả người size M, size L, XL và là cả 2XL luôn ạ. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Xin hai các chị, đây đứng gần cho mình xem. Trời ơi, cái mặt vải của nó mướt mượt nè, vải cô tông lạnh nè. Được một màu, nếu như bạn thích chân váy xếp ly thì em bao la. Thích chân váy xếp ly thì em nhiều lắm luôn á. Nhưng mà chân váy xếp ly mà màu trơn thì em chỉ có duy nhất một cái mẫu này thôi. Mã của em nó là 1515 nha. Rồi mình đặt hàng cho em xin mã số luôn. 1515 kèm xuyến thoại. Đặt hàng cho em xin mã số nha các chị. 1515 kèm luôn cho em cái xuyến thoại. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Nhanh tay đặt hàng thiệt là sớm nha nào các chị ơi. 1515 nè. Chị Ngọc Linh 1515 ok có đơn hàng. Chị bé 10 1538 179 ngay đồng ok chị luôn ha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã đầm khác nữa. Sơ mi da beo đi các chị. Sơ mi da beo lẻ size em lên luôn cho mình ha. Cái em đang mặc trên người là full size đầm cổ vest. Đầm vest thì mình có thể mặc đây đâu ạ, công sở, dạy học, văn phòng, thoải mái, thả ga. Đó, còn em đang mặc trên người là đầm vest nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515. Chị là mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn nè. 1515 kèm số điện thoại. Mẫu đang mặc trên người mã 1515. Dạ 199.000 à chị, đầm này rẻ. Có 199.000 đồng, ở đâu mà kiếm một cái em đầm mà hả? Form vest mà chị yêu mình mặc đi làm công sở và học văn phòng mà giá có 199.000 đồng chị. Các chị ơi mình chấm bài tương tác giùm em đi các chị. Chấm bài tương tác giùm em đi các chị ơi. Chia sẻ live stream mạnh tay giùm em. Mình chia sẻ lên tường nhà, mình chia sẻ vào nhóm nè và để với chế độ công khai cho em là được ha. Rồi đây tiếp tục các chị ạ. Mẫu em đang mặc cái người mã số 1490. Chia sẻ like dùm em đi các chị ơi, em chào chị Ngọc Nguyễn nha. Chia sẻ mạnh tay dùm em đi các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1490 ạ. Đầm này hết cái dạo cổ sơ mi. Tay lỡ cho mình, phần tay em may thoải mái nha, mặc không sợ bị chật bắp tay luôn. Dáng đầm phông suông, váy may một lớp kèm luôn cả hai túi chứ là vải cát thái nè. Có đầm body tay dài không em? Body tay lỡ em có nha chị. Body tay lỡ thì em có, body tay dài thì em không có. Em có cho mình nè. Body họa tiết tay lỡ này chị, đây cái này nè chị ơi. Bo điện thoại tiết tay lỡ em đang có cái này. Chị mình thích cái này không? Hay em lên thử cho mình coi thử nha. Em lên cho mình coi thử nha chị. Rồi. Cái đó là bo điện tay lỡ. Với lại em có cái này nè. Tay lỡ hay tay ngắn ta? Cái này nè chị. Cái này nè chị, tay nó cũng hơi lỡ lỡ nè chị. Em có cái, với lại bo điện đuôi cá. Em có cho mình cái bo điện đuôi cá tay lỡ. Em để đâu rồi ta ơi? Body đuôi cá tay lỡ. Cái này tay ngắn nè. Cái này là dáng xòe nè. Đuôi cá tay lỡ. Rồi a đây nè chị. Đây. Đuôi cá tay lỡ chị yêu nha. Với lại suông tay lỡ luôn. Vừa đuôi cá. Trời chọc gì tùm lum vậy trời. Rồi đây nè chị. Vừa đuôi cá vừa suông tay lỡ luôn nè chị. Đó, đây chị mình thích cái nào. Chứ tay dài em không có. Rồi, body tay dài hồi trước thì em có, giờ em hết về cái kiểu đó rồi. Để lần sau em có thì em báo cho mình ha. Còn mẫu em đang mặc cho người mã số 1490 này chị, em đang có cho mình 3 size cuối cùng luôn. Em có cho cả nhà mình là size M, size L và size XL. Mã số sản phẩm là 1490. Em có cho cả nhà mình size M, size L và size XL thôi. Rồi, size M em còn cho mình 13 chiếc, size L còn 7, 2 XL thêm còn 11. 40kg cho tới tầm 62kg và eo tối đa thì eo tầm 82 độ về. Mình sẽ mặc đẹp cho em luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Đầm đang mặc trên người mã số 1490 các chị. Chứ là vải cát thái nè, váy đẹp, mềm mát, may một lớp kèm luôn cả hai cái túi luôn. Xinh quá trời quá đất luôn nè các chị ơi. Mẫu đang mặc trên người mã số 1490. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm luôn. 1490 kèm số điện thoại. Rồi, tiếp tục. Em sẽ thay thêm cho mình xem thêm cái mẫu đầm khác nữa nha. Em lên cho mình cái đầm này, body họa tiết, hơi bị đẹp, hơi bị lạ luôn á, mà cũng đang sale rất là rẻ cho chị em mình luôn. Mê nha các chị, đặt hàng nhớ mã giùm em, chấm bài giùm em đi các chị ơi. Chị khách nào đang theo dõi livestream á mà chấm bài mạnh mẽ giùm em đi các chị, thả tim giùm em đi các chị ơi. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1479.
Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1479 ạ. À, đầm này cái sợi là cổ sơ mi, cổ sơ mi tay lỡ cho mình nha các chị, dáng là body bút chì. Mẫu đang mặc trên người mã số 149 1479. Mẫu 479 em còn có 3 size lớn à, thậm chí em đang mặc trên người cũng là cái size L các chị. Tại vì em hết cái size M để em mặc rồi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã là 1479 nha, 1479. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em. 1479 kèm số điện thoại, em có cho mình là 3 size. Em có cho cả người size L, size XL và lại cả size 2XL luôn. Thì tầm khoảng từ 50kg cho tới tầm 65-66kg nha. Rồi 50kg cho tới 65-66kg, eo tới đây tầm 70 cho tới eo tầm 85-86 đổ về mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1479 này các chị. Em kẹp em nhẹn chút xíu nha, tại vì sao các chị, đầm này em mặc phong rộng hơn em một chút cho em phải kẹp lại, không kẹp lại nhìn nó hơi to. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã này chị một, ủa cái hồi nãy 1490 chưa viết bình luận luôn hả ta. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1479 nha. Chị đang mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1479 nè, giá là 199.000 đồng. 50kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 70 cho tới là eo tầm 85-86 đổ về. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Em sẽ giao hàng về tới tận nhà mình. Và khi các chị mình nhận được hàng tại nhà, các chị mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán. Ngoài ra bên shop em sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay mà mình dùng đơn hàng cho em 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Rồi nhanh tay lên đơn sớm nha em nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490 nè. Chất lụa satin cao cấp cho mình mềm nè các chị, sợi nó mướt mượt ha. Rồi cái màu thì là màu vàng cam nè, với lại cái màu đỏ hồng ha, đang xen vào nhau như thế này. Đó, đầm họa tiết nha các chị, body họa tiết sang xịn mịn cho mình, chỉ có 199.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1479. Dạ, chất liệu vải lụa satin chị ạ. Đầm này chất liệu vải lụa satin ha. Váy mềm, nhẹ nhàng nè và mặc thì rất là mát luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1479. Mặc mẫu chấm bi tay dài có điểm hoa cổ sơ mi đen. Chấm bi tay dài có hoa cổ sơ mi. À đây ha chị. Rồi ok chị mình luôn. Cái đầm này em đang giảm giá đó nha. Em định để dành xíu rồi em lên. Giờ lên luôn hả chị? Em định để dành nó 5 phút nữa em lên được không chị? Sau một mẫu nữa em lên nữa được không chị ơi? Rồi em sale á, nhưng mà tại vì em để dành xíu nữa, nhiều chị vô á, đông chị vô cái em sale một phát cho mấy chị mình đặt hàng đã luôn. Rồi chờ em xíu chị yêu nha, chờ em 5 phút nữa thôi em lên thêm mẫu nữa. Rồi bây giờ còn mẫu em đang mặc trên người này chị, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1479 ha. 1479 giá của em nói ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng thôi. Mã số sản phẩm là 1479. Rồi bây giờ em sẽ lên trước cho mình sơ mi xếp ly ha. Sơ mi chấm bi tay dài là full size đó. Hôm nay mà em sale mà chị nào bỏ lỡ rồi thôi em bó tay luôn á chị, ngày mai lên giá lại nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Đây nè các chị ơi, mẫu đầm này mã số sản phẩm là 1517, 139.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1517 ha. Ngày hôm nay em sale cho chị em mình luôn, giá chỉ có là 139.000 đồng thôi. Chất liệu vải lụa mango cao cấp cho mình nè, cổ sơ mi tay ngắn phồng nè, chân váy xếp ly đều từ trước ra tới phía sau luôn. Em váy này thì từ 40kg cho tới là tầm 53kg, em tới là 73 độ về. Mã số sản phẩm là 1517, 139.000 mẫu này nha các chị ơi. Chất lụa mango cao cấp cho mình luôn, sơ mi cho mình đây ạ. Chia sẻ giùm em đi các chị, mẫu sơ mi tay dài đó, xíu nữa em lên em sale đó, mình chia sẻ mạnh mẽ giùm em đi các chị ơi. Chấm bài tương tác, chia sẻ livestream mạnh tay giùm em, mình chia sẻ lên tường nhà, mình chia sẻ vào nhóm nè, và để với chế độ công khai như vậy là được nha các chị. Quá trời làm đẹp luôn, quan trọng là mình phải đặt hàng sớm. Rồi mẫu em đang mặc trên người 40kg cho tới là tầm 53kg, em tới là tầm 73 độ về ha. Trên váy xếp ly trời nó đều tăm tắp luôn các chị, đều từ phía trước ra tới phía sau cho mình thế này nè. Đó, rồi cao mấy 65, đầm này mặc phủ qua bắp chân luôn, phủ hẳn cả các bắp chân của em luôn. Trời, nó tương đối là khá là dài luôn ha. Rồi sale rẻ giá chỉ còn bao nhiêu các chị ạ? Sale rẻ chỉ còn 139.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1517, 139.000 đồng. 1517, 139.000 đồng thôi ạ. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái đầm sơ mi tay dài đi. Em lên xương xương trước cho mình đi. Mấy chị khách mà em chưa vô các chị ơi,
Đó, em sẽ lên xương xương trước cho mình mẫu đầm này để mình đặt hàng sơ sơ trước nha. Rồi, còn mẫu em đang mặc trên người mã số 1517 nè, 1517 nha các chị. 139.000 đồng mình đặt hàng mẫu này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Là 1517 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại cho tư vấn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn á các chị, đặt hàng chậm là nó hết hàng nha. Tiếp tục chuyển thêm cho mình xem thêm cái mẫu đồng khác. Chỗ cái em váy này nè, cũng xinh lung linh luôn á các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539 ha. Tiếp tục đồng em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539. 1539 này cũng xuất sắc nè các chị. Full size đầy đủ luôn, 4 size. Em đang có cho mình size M, size L. Dạ hết rồi chị Lệ Hồng ơi, chị Lệ Hồng lấy cái này đi. Chị Lệ Hồng lấy cái này đi, hôm nay sale rẻ nè. Chị Lệ Hồng à, cái đó là hết size L của mình rồi. Còn cái em đang mặc là full size luôn á chị mình đặt cái này đi. Đẹp nha. Mẫu em đang mặc cho người 1539 em báo giá là mình bật ngửa luôn á các chị, full size chất lụa Nhật. Lụa Nhật thì sao các chị? Mềm nè ha, mịn nè ha, mát nè ha. Cổ sơ mi nè, tay dài nè, cổ tay nè, bo thun co giãn nè. Đó, phần tay với lại phần thân trên là một lớp, chân váy là hai lớp kỹ lưỡng luôn, xếp ly phía trước và cả xếp ly phía sau luôn. Có khóa kéo phía sau lưng nè chị. Rồi, chấm bi tay dài nè, có phối hoa hai cho mình. Ồ, đầu like mấy chị mình yếu xìu à các chị ơi, chấm bài tương tác chia sẻ mạnh mẽ lên các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1539. 1539 giá bao nhiêu các chị? 199 ngàn. 199 ngàn đồng, chất lụa nhờ cao cấp luôn. Váy mềm này các chị ạ, sờ lên. Tuy rằng tay dài, tuy rằng là dáng đầm cũng dài luôn, nhưng mà mình mặc rất là mát. Đúng rồi chị yêu ơi, chấm bài tương tác giùm em hơi ít chị, nhưng mà chất lượng cũng được. Mình chấm bài tương tác mình tương tác tốt với em là được các chị ạ. Rồi, nói chuyện nhiều vô các chị ơi, muốn em mặc lên mẫu nào bình luận phía dưới. Em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539 ha, giá bao nhiêu ạ? 199 ngàn đồng luôn, 199 ngàn đồng luôn. Xè nè, trời ơi xè rộng lắm luôn á, bầu bì vẫn chơi thoải mái. Chị nào mà bầu bì á nha, nâng lên một size, bình thường mặc size M đúng không, bầu mình nâng lên lấy size L, bầu nâng lên lấy size L cho em. Trời ơi cái bụng nè, trời ơi đẹp chưa có chị. Cái em đang mặc cho người cái size M đó, ta nói xè rộng dã man luôn. Mã số 1539, 1539 giá 199 ngàn đồng, sale không rẻ không lấy tiền. Đầm này em full size, khoan chờ em xíu nha các chị, để em kiểm tra kỹ lại coi có full size không. 1539 nè. Rồi ok, full size luôn cả nhà ơi. Em đang có 4 size cho mình dễ chọn. Em có cho mình size M, size L, XL và lại cả 2XL nha. Đầm này không đặt là cái nào quá chị? Đầm mẫu đầm này mà mình không đặt hàng, mình đặt hàng cái nào em bó tay luôn á. Trời ơi cái đẹp như vậy mà không nhân ta đặt hàng hết uổng lắm cả nhà ơi. Mê ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1539, mặc mát lắm các chị ạ. Mát rồi rồi à, mềm mại nhẹ nhàng, mặc siêu mát luôn nha. Mẫu đang mặc trên người mã số 1539, cái gam màu đó mặc cũng dễ mặc nè. Rồi cái mà cái vải thì nó xịn, vải thì vải lụa Nhật nè. Form dáng đồng thì tôm dáng nè, ôm eo nè, chân váy nè, xòe nè. Trời ơi rộng chưa? Có khóa kéo phía sau lưng cho mình luôn. Tay dài thích mặc tay dài để tay dài, không thích mặc tay dài sửa là thành tay lỡ hay tay ngắn gì cũng được hết trơn. Chị Lisa Dương có đơn hàng chị Sam ok chốt luôn nha. Còn chị nào mà đặt hàng nữa trên thủ 49kg size M cho em chị. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Em váy này thì em sẽ có cho mình full size đầy đủ luôn, cho chị khách nào đặt hàng cũng có đơn hết. Em đang có cho cả nhà mình size M, size L, XL và lại cả với lại cả 2XL luôn, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Em tới đây em tầm 85-86 độ về nha, nhanh tay đặt hàng sớm nha em tư vấn. Chị Nguyễn Lâm nè, còn những size này em đủ size luôn chị, đầy đủ size hết trơn. Em vòng M, còn L, XL với 2XL luôn, 40kg cho tới 65-66kg, được không chị? Xịn không? Đó, quá chất lượng luôn, đủ size luôn nè chị. Dễ thương quá trời, sửa lại thành tay lỡ nha em nè. Sẽ là tay lỡ nha em nè chị, để vậy nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Mê nha chị ơi, đây là cái mặt vải nè. Trời ơi, cái vải lụa Nhật này chị, giặt ủi là không may không phai hết trơn, yên tâm nha. Mặt vải mướt mượt à, thích lắm luôn á. Chủ cái vải này thích lắm nha chị ơi, mặt mát cực kỳ. Thật ra nói cái đầm này em may một lớp mà cũng vừa, phần thân trên là em may một lớp rồi, phần chân váy em may kỹ hai lớp, nhưng mà mình về nhà mình thấy là một lớp đủ vừa mặc rồi, hơi tháo lót ra cũng được. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1539 ha, giá nhiêu các chị? 199 ngàn đồng. Nhanh tay đặt hàng sớm nha, em qua mẫu nha các chị, em qua nha, em qua tiếp mẫu khác nha các chị yêu ơi. Thích mẫu đầm nào đặt hàng sớm phía dưới giùm em. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539 nha các chị ơi, 1539 kèm số điện thoại cho em nha. Chị có bao nhiêu các chị?
chị, 199.000 đồng. Trời ơi, đầm này không đặt hàng đặt cái nào cái chị, đầm này mà không đặt hàng thì không có còn cái nào mà để đặt nữa cái chị ơi, nó quá đẹp rồi. Rồi em lên cho mình cái váy hoa, cái váy hoa vàng hồi đầu là em có mặc nhưng mà cái chuyện chưa vô nhiều. Rồi bây giờ em sẽ mặc lại nha. Rồi 1539 cho chị Trần Ngọc Bảo, size M có luôn chị ơi. Size M thì đầm nào em cũng có hàng hết trơn á. Đầm này thì em có đầy đủ size luôn. Chị khách nào đặt hàng cũng có đơn hết. 40kg cho tới 65-66kg. Em tới đây tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1539. Mình đặt hàng nhớ mã dùm em nha, đừng có thiếu mã nha các chị. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu đầm khác nữa ha. Rồi, lên luôn cho mình cái váy này, 1535. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Đây các chị ơi, chất là vải von, von tâm nè. May hai lớp cho mình, có khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Đầm hí cái sẹo cổ V này các chị, cổ V tay lỡ ha, ôm eo dáng đồng không xòe dài. Váy von thì luôn luôn sẽ là hai lớp cho mình luôn ha. Tuy rằng là màu vàng, đồng hoa màu vàng, nhưng mình mặc lên á rất là tôn da luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1535. Đầm đang mặc trên người mã số 1535. Đầm hết cái sẽ là cổ V cho mình ha. Tay ngắn nè, vai hơi phồng, ôm cái phần eo cho mình và dáng đồng phong xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Rồi giá bao nhiêu các chị? 249.000 đồng. 250 mẫu váy này xinh không ạ? Đơn giản, nhẹ nhàng, dễ mặc cho mình luôn. Trời ơi, cái gam màu vàng tươi không cần tưới đúng không? Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535 ạ. Trời, cao mấy 65 mặc đầm này là ngang nửa bắp chân của em. Mã 1535. Mã 1535 đang sale luôn, còn 250 thôi. 1535 em đang sale luôn cả nhà ơi, còn có 250 thôi ạ. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại, em tư vấn và chờ hàng chờ sai ra cả cho mình luôn ha. Mẫu đang mặc trên người mã 1535 nha các chị, chia sẻ mạnh mẽ giùm em nha, em lên quá trời với sale luôn. Rồi, có chị khách nào nhận được đồng hoa nhí sale chưa? Đồng hoa nhí sale 99k, có chị nào nhận được hàng chưa ạ? Bình luận phía dưới giùm em đi. Xe quá trời quá đất này các chị ơi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã 1535. Mã 1535 em đang có cho các chị mình 4 size đầy đủ luôn. Em đang có cho mình size M, size L, XL và lại cả 2XL luôn ạ. À, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Em tối đa em tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Đầm đang mặc trên người mã số 1535. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một đầm khác nữa ha. Đây, lên luôn cho mình cái em đầm này, hoa nhí. Trời, hoa nhí xinh quá các chị ơi. Cái đầm hoa nhí dễ thương quá trời luôn, có 99.000 đồng à. Không biết có chị khách nào mà mình đã nhận được hàng cái mẫu này chưa nữa. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1532 ạ. Đầm em còn mỗi xem M 40-52kg, em tối đa 12 độ về. Thì đầm càng lẻ xài xem càng rẻ đúng không các chị? Chấm bài tương tác giùm em đi nè. Các chị mình chấm bài tương tác này, chia sẻ livestream giùm em đi các chị. Mình chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Mình chia sẻ lên tường nhà vào nhóm và để với chế độ công khai giùm em nha các chị. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1532 kèm số điện thoại 40-52kg. Eo tối đa thì eo tầm 72 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Em váy này thì chất liệu vải của em, nó là chất liệu vải von cho mình ha. Váy von này chị, nhẹ nè, mặc mát. Phần tay may một lớp, thân váy may kỹ cho mình luôn là hai lớp ha. Và có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng luôn. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. 1532 giá chỉ có là 99.000 đồng trong bài live stream này thôi. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532 ạ. Giá chỉ có là 99.000 đồng ha. Nhanh tay đặt hàng sớm nha, 40kg cho tới là tầm 52kg, em tới là 12 đồ về. Cái gì vậy bà? Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532, kìa nhờ xinh quá trời quá đất luôn. Chị Ngọc Dung ok chốt đơn hàng 1532 luôn ạ. Dạ, 99.000 đồng mà chị. Đầm này bữa em bán cho mình là tới 320. Hôm nay em sale rẻ cho chị mình là luôn là 99.000 đồng. Đây, nhìn kỹ giùm em nè, đầm vải màu đen ha, những cái chấm này nhỏ 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 giống như là một cái bầu trời đêm mà có nhiều sao vậy chị. Phần tay này may một lớp, thân váy may kỹ lưỡng cho mình hai lớp luôn nha. Bên trong có lót cô tông cho mình luôn.
khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình luôn nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1532. Trời đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532 luôn chị. Đặt hàng nhớ kỹ mã số giùm em nè, 1532. Kèm luôn cho em cái số điện thoại 1532, kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn nha. Rồi lên mã cổ tròn đi. Ok chị luôn nha. Sau mẫu đầm này em lên cho chị cho mình mã cổ tròn luôn được không nè. Ủa em đâu mất tiêu rồi trời. Rồi lên mã cổ tròn, em đang có cái đầm này cổ tròn em đang sale rẻ luôn, 150. Mẫu đầm này màu tím và có phối cho mình là hoa. Đó, em sẽ lên cho cả nhà mình cái mẫu đầm này màu tím hoa anh đào màu hồng hồng. Còn mẫu em đang mặc trên người là cổ tim cổ V. Cái đầm em đang mặc trên người cổ V ha. Em váy này thì ngày hôm nay em đang giảm giá là còn 99.000 thôi. 99.000 đồng còn mỗi size M 40-52kg. Em tới đây em tầm 72 độ về mà mặc đẹp thoải mái nha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm cái mẫu đầm này nữa. Mẫu này mã số sản phẩm là 1481. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481 nè các chị. Đó, đầm này tay ngắn dáng đầm phong suông ha. Kèm luôn cho mình cái túi. Trước lề vải này là dòng vải lụa satin cao cấp nha các chị. Nền vải của em nó là màu tím nè. Và có phối cho mình hoa anh đào màu hồng hồng. Váy may cho mình một lớp nè các chị. Có khóa kéo phía sau ha. Đầm này thì em chỉ còn cho mình hai size lớn nhất là size XL và size 2XL luôn. 55kg cho tới là tầm 68kg. 55-68kg cho em ha. Mẫu đang mặc trên người mã số 1481 nè. 150 váy này luôn, 149.000. 150 váy này cả nhà ơi, 1481 cho em còn 2 size thôi. 1481 còn 2 size nha, giá là 149.000 đồng ngay hôm nay. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. 1481 kèm số điện thoại nha các chị ơi. Nè vải màu tím nè, hoa màu hồng hồng nha, sờ lên cái mặt vải mức ngược à. Kèm luôn cho mình cái túi nè, khóa kéo nằm đằng sau. Rồi mẫu đang mặc trên người mã số 1481, đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481 ạ. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. Các chị mình đặt hàng nhanh á thì em đảm bảo có đơn hàng cho mình luôn. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm á thì sao các chị, nó hết hàng uổng lắm luôn á. Các chị đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nè. 1481 kèm số điện thoại này các chị, trời xinh dã man đúng không? Cái mặt vải của nó thì mướt này, mặt rất là mát. Thì với cái em đầm này mình có thể là mặc hàng ngày ở nhà cũng được, mặc đi chơi dạo phố, mình mặc cà phê cà pháo cũng được luôn. Mà chỉ có giá bao nhiêu các chị ạ? Sale rẻ nha, chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng thôi, rẻ không ạ? Cỡ tròn cho mình nè, dáng đồng phơn suông ha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục lên thêm cho mình một cái đầm khác cũng có cổ tròn cho mình nhưng mà đủ size hơn một chút. Đây cái đầm này nè chị, cổ tròn đủ size hơn chút xíu với cái ga màu xanh ngọc bích cho mình ha. Nãy giờ em lên cho mình á, mỗi mẫu là một màu riêng biệt, không có trùng với cái màu nào hết trơn á. Mỗi mẫu là một màu, các chị mình có ghiền không ạ? Mê ha. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người 1481 nè, vải lụa satin nha các chị. Đầm này trước là vải lụa satin luôn. Váy này em đang một lớp là vừa mặc rồi, không thấy không lộ gì hết. Kèm luôn cho mình cái túi nè, có khóa kéo luôn. Giá của em váy này là 149.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Đây, lên luôn cho các chị mình cùng xem thêm cái mẫu đầm này, màu xanh ngọc bích ha. Màu xanh ngọc bích mã số sản phẩm là 1501. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1501 nha các chị. Đầm này cái sợi là cổ tròn cho mình luôn. Tay ngắn nè, vai hơi phồng nhẹ một chút xíu, ôm cái phần eo dáng đầm chữ A đi ra. Và có thêm cho mình cái đuôi cá. Riêng cái em váy này thì em sẽ có cho mình đầy đủ là 4 size luôn. Em có cho cả nhà mình size M, size L, XL và lại cả 2XL luôn ạ. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về mình mặc đẹp cho em luôn. Rồi em váy này giá nhiêu các chị? 179.000. 179.000 nào em váy này luôn ạ. Trời quá rẻ luôn. Đặt hàng sớm cho em mẫu này các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1501. 179.000. 1501, 179.000 đồng. Em đang có cho mình là đầy đủ 4 size. Em đang có cho cả nhà mình size M, size L, XL và lại cả 2X. Size M em còn cho mình 20 chiếc, size L em còn cho mình 18 chiếc, size XL em còn 2 và 2XL em còn cho mình 21 chiếc cuối cùng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1501 nha các chị. 1501 ngày hôm nay cả nhà đặt hàng được còn nhiêu nè. 179.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn. 179.000 đồng mà được đủ size á các chị, 4 size thì mình dễ chọn luôn. Em có M, có L, XL và lại 2XL, 40kg cho tới 65-66kg. Em tới đây tầm 85-86 độ về. Và mình nhìn giùm em nè, nền vải là màu xanh ngọc, có những cái
À, những cái mà hạt kim tuyến như thế này này các chị. Thì cái này em chạy chỉ kim tuyến nha. Dạ ủi là không bay không phai nha chị ơi. Này vải màu xanh ngọc nè, hoa thì màu hồng hồng tím tím, dễ thương không ạ? À? Xinh quá trời. Mẫu em đang mặc trên người mã 1501 giá 179. 1501 giá chỉ có 179.000 đồng thôi. Chị là mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1501 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chị My Nguyễn nè, eo 83 có size á chị ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm nha em tư vấn vào chờ hàng. Ở trong này điện riết á, cái đầu mình nó dựng đứng luôn á. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1501 này các chị, giá bao nhiêu ạ? 179.000 đồng lên đơn giùm em, 179.000 đồng nhanh tay lên đơn sớm giùm em nha. Dạ một màu chị, hồi bữa em có màu cam đó mà màu cam em hết rồi. Hồi bữa em có màu cam đó chị, nhưng mà bây giờ là màu 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 cam em hết hàng rồi. Bây giờ em chỉ còn màu xanh ngọc thôi ha, đủ size cho chị. Mà nãy em báo size cho chị mình rồi đó, là em cũng lẻ size chứ em đâu có còn đủ đâu. Em lẻ size rồi, size M còn 20 chiếc, size L còn 18, XL là còn 2, XL là còn 21 chiếc. Thì em chỉ còn bao nhiêu đó thôi. Tại vì thường thường á, mỗi một mẫu đầm em về cho mình á, là một size em về cho mình số lượng bằng ngàn không à, chứ em không có tính bằng con số trăm đâu chị. Mà bây giờ mỗi size còn mười mấy, hai mấy chiếc như vậy là ít lắm luôn á, chứ không có nhiều đâu chị. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1501 ha. 1501 mình đặt hàng mẫu đầm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới cho em luôn là 1501 kèm số điện thoại, mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1501 ha. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Một tiếng rồi đó, em sẽ nhắn tin. Mà rồi mã số sản phẩm với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1501, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1501. Chị nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ giá bao nhiêu ạ? 179.000 đồng, nhanh tay đặt hàng sớm thì giúp em với chị và đừng quên chia sẻ livestream cho shop luôn nè. Tiếp tục shop sale cho mình cái đầm này. Trời ơi, họa tiết lâm công. Hơi bị xinh xắn luôn các chị ạ. Quá xuất sắc luôn. Chờ em chút xíu nha. Chị khách nào mới vô like của em chấm cho em cái nha các chị. Đã nhận được cái mẫu đầm nào rồi chưa? Hôm nay ghét cái gì mình có nhận được hàng nào chưa ạ? Hôm qua em xem quá trời luôn, chắc hôm nay chưa chưa nhận kịp đâu đúng không? Rồi, tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình xem thêm mẫu khác. Đây. Hả? Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1493. 1493 đẹp xuất sắc luôn rồi nhỉ ơi. Sao dậy sớm vậy? Nằm nó nghẹt thêm hả? Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1493. 139.000. 139.000 đồng này các chị. Trời xuất sắc chưa? Mê ha, họa tiết lâm công cho mình. Cái mặt phải của nó sờ lên trời nó mịn như dung luôn, sờ rất là sướng luôn á các chị. Hai túi cho mình luôn, có khóa kéo luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1493, giá bao nhiêu ạ? 139.000 đồng. Em chào chị Ngọc Sắc nha, chấm bài mạnh mẽ luôn giùm em đi các chị. Chia sẻ livestream nè, lên nằm tay lỡ đem rồi, ok chị mình luôn. Sau mẫu nằm này lên tay lỡ luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1493. Rồi 1493 giá nhiêu các chị? 139.000. Có 140 cái mẫu váy này chứ nhiêu? Có 140 à. Rồi mình đặt hàng cái mẫu này của em thì mình bình luận phía dưới cho em đi. 1493 kèm số điện thoại 2 size ML. 2 size. Ủa, còn phải có L không? Rồi chờ em xíu nha chị. Hình như là em nhớ là nó hết rồi sao á. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha em nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm. Mẫu em đang mặc trên người 1493. Rồi em chỉ còn size M. Em chỉ còn size M thôi. 40kg cho tới là tầm 50-52kg. Eo tối đa thì eo tầm 70-72 độ về. Cả nhà sẽ mặc đẹp luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số 1493. Giá bao nhiêu các chị? 139.000. 139.000 đồng. Rồi bây giờ lên tay lỡ luôn. Chất liệu vải von nha. Váy mềm lắm mà thích cực kỳ luôn á chị. Von này là làm von lụa. Em về cho mình trên cái trăm mẫu luôn á, mà chỉ có duy nhất cái mẫu đầu này von lụa thôi. Mà cái gam màu xanh chị mình thấy sao ạ? À? Nhìn cái màu xanh là thấy mát con mắt rồi đúng không? Mặc lại sao á, lên về nhà y chang vậy chị. Nhận được hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. 139.000 đồng, chỗ rẻ quá trời luôn, chưa tới 150 cái váy nữa. Ở đây tiếp tục nè. Em lên thêm cho mình cái mẫu đầm này. Thích tay lỡ, em có tay lỡ cho mình luôn. Mẫu đầm này mã số sản phẩm là 1536 nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536 này các chị ạ. À.
Đây, đầm này cổ vuông nè, tay lỡ nè, vai hơi phồng nhẹ một chút xíu. Ôm cái phần eo cho mình luôn, dáng đầm phong xòe xòe nè. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1536 nha. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Giá bao nhiêu có chịu ạ? 149 ngàn. Báo giá cái nào cũng rẻ hết trơn, cái nào cũng trăm mấy luôn. Vừa bán vừa tặng luôn cho chị em mình nè. Đó, giá tặng cho những chị khách quen. Và cũng coi như giá làm quen với những chị khách mới. Nhất là những chị khách nào mà mình lần đầu tiên coi livestream của em, hoặc là lần đầu tiên biết đến bài shop, thì mình chúc luôn cho em. Trời ơi, về nhà là các chị mình mê liền. Nhiều khi nhận được hàng là các chị mình kiếm được một cái shop mà hả, bán đầm trung niên vừa đẹp vừa rẻ vừa chất lượng. Sao các chị, nhanh tay nào, chần chừ suy nghĩ nó hết nha. Mẫu em đang mặc trên người mã 1536 ạ. À, và hiện tại em đang có cho cả nhà mình hai size luôn, 40 cho tới 55 kg ha. Mã số là 1536 nè, 149 ngàn. Trời, em váy này có 150 thôi, 149 ngàn đồng. Đầm thiết cái sẽ là cổ vuông cho mình nè, tay lỡ vai hơi phồng ha. Ô cái phần eo dáng đầm phơm xòe cho mình luôn. Em cầm mấy 65 đầm để mặc dài ngang nổi bắp cho em. Thích dài cứ để dài dài, không thích mặc dài sao các chị, lên like cắt ngắn được luôn, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536 nha các chị, 1536 kèm sinh thoại cho em nha. Váy mềm, êm ái, dễ chịu, thoải mái cho mình luôn. Hai lớp kỹ lưỡng bên trong thân váy nè, có lớp cô tông cho mình luôn ha. Khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536, 149 ngàn đồng, quá rẻ luôn. 40 kg cho tới 55-56 kg, eo tới đây tầm 75-76 độ, về mặt đẹp thoải mái luôn. Tay lỡ này nha chị. Rồi, mới là hồi nãy em có lên cho mình cái đầm tay lỡ này nè, em cũng có xem nè chị. Em ấy hoa màu vàng, full size đầy đủ luôn. Và đây là một trong những cái mẫu đầm mà hả, rất là hot bên shop em luôn á chị. Đó, màu vàng nè, nhưng mà mặt hơi nó tôn da, da không hề kỹ vô chút xíu nào cả. Tại vì nó có vàng đậm, vàng nhạt nữa, vàng đậm ít thôi. Và có cho mình vàng nhạt nhạt nữa, mặt lên rất là tôn da. Mã của em ấy đây là 1535. 1535 nha chị, 250. 249 ngàn đồng sale luôn. Ở với bé mình nhiêu? 350 đúng không? Hôm nay mọi chị khách đặt hàng giảm 100 ngàn đồng, chỉ còn có giá là 249 ngàn đồng thôi. Tay lỡ cho chị luôn này chị thích mà đủ size á. Đó, chị nào mà mặc size lớn, tại vì cái em đang mặc trên người là em còn hai size ML, mặc hai size ML lấy cái này có 150 thôi à. Đó, còn nếu như mà mặc size lớn á, không có size lớn thì lấy cái này của em 1535, chỉ có là 249 ngàn đồng thôi nha. Rồi, hay là mình thích maxi, thích maxi không chị? Maxi thì em có cái mẫu này, mẫu này maxi tay dài họa tiết, nhưng mà thích mặc tay dài để tay dài, không thích mặc tay dài thì mình có thể sửa là thành tay lỡ hoặc là tay ngắn đều được hết trơn á. À, chờ em xíu nha, để mặc lên cho mình coi thử. Còn mẫu em đang mặc trên người chị khách nào chưa có mình chút ngay cho em nha. Chị Ngọc Trinh dùng đơn luôn nè, 1536 nè. Chấm bài tương tác chia sẻ livestream giùm em nha các chị. 1536 em có size ML. Dạ ok chị Dũng Thủy nha, em có size ML. Vải von chị yêu ơi, vải von hàng. Vải von hàng hai lớp như chị Thanh Bích nha, hai lớp cho mình. Có khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã 1536. Đầm này giặt tay giặt máy thoải mái luôn. Mê lắm nha chị, vải của nó dai nha chị ơi. Vải von mà nó có độ dày dặn vừa phải á chị, giặt tay giặt máy thoải mái cho em. Tiếp tục em sẽ thay thêm nha, cả nhà cùng xem thêm mẫu đồng khác nữa ha. Dáng dài maxi, dáng dài maxi mã số sản phẩm là 1551 nè chị. Chùa cái đầm này họa tiết nè, xinh quá trời, xinh dễ mang luôn. Còn chị nào mà mình đặt hàng thì mình tranh thủ chia sẻ livestream giùm em nha các chị, không có chia sẻ là mình chưa có được chốt sale đâu. À rồi, 1539, 199. Ủa chị Lệ Hồng á, nãy giờ chị mới đặt 1539 luôn á hả chị? Rồi, 1539 có 199 nè mấy chị ơi. Cái 1539 của em nè có 199 ngàn đồng à. Chị nào mình đặt hàng chút luôn cho em 1539 kèm xin hỏi đi. Rồi, còn mẫu em đang mặc trên người 1551 này các chị. Đầm 1551 nãy giờ em chưa lên maxi đúng không? Giờ em lên maxi, dài gần tới cổ chân của em luôn. Đồng họa tiết nè, đó, ga màu xám khói. Tay dài, thích mặc tay dài để tay dài, thích mặc tay dài sửa lại. Tay bo chung cho anh dễ sổ lắm các chị. Đó, cái kéo lên đây xíu xíu nè, chỉnh chỉnh nhẹ lên thì nó sẽ thành tay lỡ, dáng dài dài. Rồi cái form của nó đẹp dã man luôn các chị. Đây, nhìn dùm em nè. Mẫu em đang mặc cái người mã số 1551, mặc sao da dạy nha các chị, chứ là vải von hàng cao cấp luôn. Váy mềm, mát mẻ lắm luôn á. Nền vải là màu kem kem ha. Nền vải là màu trắng kem. Đó, không phải trắng tươi đâu các chị, trắng kem thôi. Mà không có sợ bị dơ gì hết trơn á. Trắng tươi thì mình sợ nó xuống màu đúng không? Ga màu này trắng kem nha, mặc hoài nhìn còn mới hoài à. Rồi ga màu nè các chị, nền trắng kem. Rồi họa tiết thì màu xám xanh cho mình ha, rất là đẹp luôn. Rồi chỉ có giá là
200 đủ luôn, 249 ngàn đồng luôn chị. Em đang có cho chị mình 4 size đầy đủ luôn ạ. À, em có cho mình size M, size L, XL với lại cả 2XL luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số 1551 nha chị, 1551 giá 249 ngàn đồng giùm em. Dài lắm nha các chị ơi, cái mẫu đầm này khá là dài luôn á. Mình thích mặc dáng dài thì mình để dài dài, không thích mặc dáng dài thì mình lên like. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551. Đầm em đang mặc cái ui ôi trời mẹ ơi, sập sao. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551 nha các chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Em cao mét 65 này chị, đầm này em mặc dài gần tới cổ chân của em luôn ha, gần tới cổ chân của em. Chị nào cao tầm 1m55 mặc tới cổ chân, cao mét 45 chấm gót luôn, trời ơi dài không các chị. Thích dài để dài, không thích mặc dài lên like. Ở bên shop em thì mình không có quan trọng là cái việc dài hay ngắn. Nếu như các chị mình thích mặc dài, 1539 còn đủ size chị, 1539 còn đầy đủ size để mặc 1539 thì chị coi ha. Đó, đầm bên shop em thì em cứ may vậy đó. Em sẽ may tùy form. Cái form nào hợp với dáng ngắn em may dáng ngắn, form nào hợp dáng dài may dáng dài. Và cái giá của nó thì ngang nhau hết. Đó, thích mặc dài để dài, không thích mặc dài lên like. Chứ không có phân biệt đầm mắc tiền thì nó dài, còn đầm rẻ tiền thì nó ngắn nha các chị. Mình cứ việc thoải mái đặt hàng. Đầm này khá là rẻ luôn, có 249 ngàn đồng. Mã của em nó là 1 hả? À, đầm của em nó là 1551. Mẫu em đang mặc trên người mã 1551 chị nha. Mã 1551 nè, có 249 ngàn đồng thôi. Cho chị khách bên em nè, đặt hai cái đầm có 300 mấy à, đặt hai cái đầm có 350 à, quá rẻ luôn á chị. Rồi, em đang mặc trên người mã số nha, 1551. 1551 giá 249 ngàn đồng. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ cho em luôn. 1551 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng chờ size cả cho mình luôn. Bình thường mình mua một cái đầm á các chị cũng 350, nay chị yêu mình mua hai cái giống như mua một tặng một luôn á. Y gan là mua một tặng một luôn. Có 350 là quá rẻ chị ơi. Chốt liền, mời bạn bè rủ bạn bè vô chốt liền với em đi các chị. Rồi đây ha, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số 1539 ha. 1539 là mày cổ sơ mi ha. Cổ sơ mi tay dài, tay bao thun, dáng xè. Mẫu em đang mặc cái người mã số 1539. Chị nào mình đặt hàng cái đầm này của em nhanh tay lên đơn này các chị, chắc là vài lụa nhập cao cấp ha. Váy mềm sờ lên mức mượt ha, hai lớp cho mình có khóa kéo luôn. Mẫu em đang mặc cái người mã số sản phẩm là 1539. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em này các chị. Nè, vải màu đen cho mình ha, chấm mi nè, hoa nè ha, dễ thương quá trời luôn ha. Đó, dễ thương quá chị, đẹp lắm nha. Dạ ủi là không bay không bay gì hết trơn á. Ôm eo cho em nè, dáng xòe. Đầm này á, bầu bì bông trai thoải mái. Chị nào bình thường mình mặc size M, có bầu vô mình lấy size L cho em ha. Có bầu, tại vì cái bầu cái phần này á nó cũng to nhưng mà to không đáng kể, có phần bụng á, nhưng mà đây là cái chị size M nè, trời ơi nó rộng, chân váy xòe siêu rộng luôn. Chất liệu vải này nè các chị, mặc ưng cái là cái vải rất là mát. Em mang cho mình tay dài thòn luôn, dáng cũng dài thòn luôn mà mình đặt lên nó mát rượi là các chị ạ. Rồi mang hai lớp cho mình luôn ha, khóa kéo phía sau nè. Rồi phía trước em sẽ có xếp ly hai bên như vậy, phía sau cũng có xếp ly luôn chứ không phải bị lỗi nha. Không có cái đầm nào mà bị lỗi mà hai bên nhúng như thế này hết, nhúng đều như vậy hết. Có cái đầm kia em có nhúng như chen vậy là các chị về nhà các chị khách nói là bị lỗi, đổi cho chị khác. Em đổi cái chị, đổi 3 lần, đổi 2 lần với lại 1 lần mua là 3 lần. Đó cũng y gan vậy luôn mà vẫn không chịu, là tại đây nè em may như vậy nè các chị, em nhúng như vậy thì mình mới che bụng tốt, mình mới ăn gian được cái phần bụng đúng không? À, nhớ nhìn kỹ giùm em nha. Và giá của em đó là bao nhiêu? 199 ngàn đồng, rất là rẻ luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1539 và đặt hàng đầm này nhất định phải có chia sẻ. Nhất định phải có chia sẻ cho em nha, mã số 1539. Không có chia sẻ là không có được chốt cái giá 199 đâu các chị. Ai đời mua cái đầm lụa Nhật mà hả 200 ngàn. Không có ai mà bán một cái áo vải lụa Nhật luôn các chị. Áo mà vải lụa Nhật luôn. Trời ơi, cái đầm này mà cái vải này mà may áo sơ mi hay may đầm sơ mi gì nó cũng đẹp, nó cũng mé hết trơn các chị, rất là xịn. Đó, áo lụa Nhật mà chưa từng có mà cái có đầm nào tay lỡ vải lụa không em? Đây chị, chị mình lấy cái này giùm em đi chị. Đầm tay lỡ mà lụa thì em còn mẫu này thôi. Em còn mẫu này thôi chị, von chiffon. Đó, còn lụa thì em có mẫu này thôi chị.
Rồi mẫu em đang mặc cho người mã số là 1539 ha. 1539, vậy là mình đặt hàng ngay, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1539 kèm số điện thoại. Giá của em váy này ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Mã số sản phẩm là 1539 nè. Chị sửa là hành thái lỗ được. Đầm này chị sửa là hành thái lỗ được. Có 199.000 đồng mà chị. Đây, chị chỉnh cho em vậy nè. Kéo kéo nó lên vậy nè. Đó, đó là đã ra cái dáng tay lỗ rồi. Để ra cái dáng tay lỗ rồi nè chị, hoặc là về nhà sửa luôn, cắt ngang sửa luôn cho em. Dáng xòe dài nè, dễ luôn không? Xinh quá trời. Cái gam màu nè, vừa tông da, cái form dáng đồng vừa tông dáng cho mình nữa. Mà chỉ có giá tiền là 199.000 đồng, quá rẻ luôn đúng không? Chỉ có nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em thì ngay bây giờ mình bình luận phía dưới cho em luôn. Mã số sản phẩm là 1539 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Đây có chuyên viên tư vấn nha. Giờ giá nhiêu có chị? 199, không rẻ không lấy tiền. Đầm này không rẻ không lấy tiền luôn. Tiếp tục. Tiếp tục thay thêm cho mình mã khác. Đây cái đầm này hồi đầu like chị nào chưa vô em mặc lại. Chị nào chưa vô em mặc lại em xả rẻ luôn, 139.000 đồng cho chị đó luôn ha. Nhanh tay đặt hàng sớm sớm thì giùm em nha các chị. Mẫu em đang mặc cho người mã số 1539, 199.000 đồng. 199 chị Trăng Hạ 199.000 đồng. Chị Ngọc Thanh 199.000 đồng luôn. Còn chị khách nào, ui da trời đó coi văng đâu mất tiêu rồi. Chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ liền giùm em nha các chị ơi. 1539 kèm số điện thoại, 199.000 đồng, quá chịu, quá đắt rẻ. Mua đi chị, mua liền. Đang có đầy đủ size mua liền. Trời mê quá trời luôn, mã 1539. Có 199.000 đồng thôi. Mình đặt hàng nhanh đó thì mình có đơn, còn mình đặt hàng chậm là nó hết hàng. Cho mình phải cố gắng, mình phải đặt hàng nhanh nhanh vào giùm em. Đầm thì quá là đẹp luôn á các chị ạ. À, về nhà nhận được hàng hả, được kiện kiểm tra, thấy đẹp thấy ưng quay lại để bình luận review sản phẩm cho em liền nha các chị. Còn đây tiếp tục. Tiếp tục lên cái đầm đơn giản nhưng mà nó tươi. Cái màu tươi hay các chị, màu tươi không cần tưới luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1492. 1492, váy này hiện tại thì em đang có cho cả nhà mình hai size thôi. Chị nào mình đặt hàng tranh thủ giùm em nè. 1492 kèm số điện thoại. Đầm thiết kế sẽ là cổ tròn cho mình nè, tay ngắn vai hơi phồng, ôm cái phần eo dáng đầm phong xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492 nha. Nên vải màu đen cho mình nè, rồi hoa màu hồng hồng, đỏ đỏ cho mình luôn. Hai lớp kèm luôn cả hai cái túi, em chào chị Trúc Phương nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1492, chị nào mà đặt hàng tranh thủ. Hai lớp, hai túi có khóa kéo, 139.000 đồng. Trời ơi quá rẻ. Quá rẻ cả nhà ơi, chốt liền cho em nè, mẫu lần này 1492 139.000 đồng. 1492 139.000. Xuất sắc. Xuất sắc cả nhà ơi, chất liệu nè, vải von. Von này là dòng vải von kính nha. Cái mặt vải của nó sẽ có những cái lằn sọc như thế này, lằn sọc đậm, lằn sậm nhạt, chạy theo chiều dọc trên này vải ha. Phần tay em may một lớp mà nhìn nó dễ nhìn hơn á. Trong phần thân thì em sẽ may kỹ cho mình luôn là hai lớp cho mình yên tâm mà mặt không có thấy không lộ. Chỗ nào cần lắp là em lắp hết cho mình rồi. Rồi có hai túi luôn, có khóa kéo phía sau. Và mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. Và ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho mình luôn, chỉ còn là 139.000 đồng. Mã số sản phẩm là 1492. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. Cao 1m65, đầm đen mặc dài ngang nửa bắp chân em. Mình thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như thế này mình mặc cho em nè. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì các chị mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số là 1492 nha các chị, xinh quá trời nè. Mềm nha, sờ lên cái mặt vải cho em, trời mức mượt ha. Hai lớp bên trong có lót này nha, hai túi luôn ha. Khóa kéo nằm đằng sau. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ nè. 1492 kèm số điện thoại. Giá bao nhiêu các chị ạ? Chỉ có 139.000 đồng trong like thôi. Chỉ còn có giá tiền là 139.000 đồng thôi nha các chị ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm nha em luôn nè. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho mình một khác. Đây em có cái đầm này, sơ mi họa tiết thổ cẩm cũng sale luôn. Cái đầm này chứ là về cát nha chị. Hàng lụa bên em á bán chạy lắm chị ơi. Mấy cái đầm lụa bên em, sơ mi lụa hay là gì đó, lụa nhật, lụa mango rồi chị. Em bán hết trơn rồi, bán hết veo rồi. Bây giờ chỉ còn có một cái lụa nhật đó thôi. Cái đó là em mới về cho nó còn đủ size, nó có hàng. Còn mấy cái đầm kia là lẻ size mà hôm qua em sale 99 ngày nào cũng hết trơn luôn. Em sale 99 ngày nào hết sạch luôn. Rồi còn mỗi em đang mặc trên người 1492, 139.000 ha. 139 ngày nào hai size 40 cho tới 55-56kg. Em tới đây tầm 75-76 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp luôn ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Đây, tiếp tục mẫu này mã số sản phẩm là 1526.
Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha các chị. Đầm lấy cái xà là cổ sơ mi tay lỡ cho mình chất cát thái nha, ôm eo, dáng ngầm phong xà chân với xếp ly. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nè. Chị nào mình đặt hàng lên đơn cho em cái mẫu đầm này ha. Xinh quá trời luôn á các chị. Quá xuất sắc luôn á. Nền vải là màu xanh đen cho mình. Nền vải của em bấy là màu xanh đen ha. Họa tiết thổ cẩm nè. Đó, họa tiết mà hoa lá cách điệu như thế này, tay lỡ nha các chị. Chân váy xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau cho mình luôn. Em mặc màu trắng có họa tiết treo giữa sau. Rồi ok chị mình luôn. Ô cái này hả chị? Cái này đúng không chị ơi? Rồi mẫu này em cũng đang sale còn 199.000 thôi chị. Còn mẫu em đang mặc trên người nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1526 kèm xuyên thoại đầm thiết kế cổ sơ mi chất cát thái nha, váy mềm mặc siêu mát. Chân váy xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau cho mình ha. Cao váy 65 đầm để mặc dài nửa bóc chân em, thích dài để dài, không thích mặc dài lên like cho em luôn. Giá bao nhiêu ạ? 269.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 269.000 đồng thôi. Mã số 1526 nè. 269.000 nè ha. 1526 269.000 đồng, chờ em xíu nha chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha. Chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm luôn. 1526 kèm số điện thoại. Rồi bây giờ tiếp tục nè các chị ơi. Lên thêm cho mình cái mẫu màu trắng họa tiết. Màu trắng họa tiết hôm nay cũng sale có 199.000 à. Quá trời đẹp. Chất cát thái. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thay sang cho mình cái làm trắng họa tiết nha. Nghĩa trên xào đây các chị. Các chị mình nghĩa trên xào thử xem cái mẫu nào mà mình thích á, mình ưng á, bình luận phía dưới cho em đi. Mình thích mình ưng mình bình luận phía dưới giùm em đi chị. Rồi đây mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1561. Ủa 1461 chứ. Em đang mặc trên người mã số 1461 này chị. Gam màu trắng nha. Có phối cho mình họa tiết nè, tay ngắn ha, ôm eo nè, dáng đầm phong xòe xòe, chân váy cũng xếp ly luôn chị, nền vải màu trắng và có phối với mình những cái họa tiết hình học lạ mắt. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1461 chị nha. 1461 ngày hôm nay shop sẽ sale cho chị mình luôn với giá tiền chị có là 199.000 thôi. 199.000 đồng váy này, có cái sợi dây để mình buộc eo luôn ha. Thích buộc thì buộc lại, còn không thích buộc mình thì mình tháo ra, tại vì em thấy cái đầm này em mặc đã vừa rồi nè. Em mặc nó đã vừa rồi nè chị, xòe cho mình luôn. Chất là vải chiếc phong nha chị, hàng vải chiếc phong đẹp cho mình luôn ạ. À. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1461, 199.000. 1461 nha chị ơi. 1461 giá 199.000 đồng thôi. Rồi em váy này em đang có cho cả nhà mình được đầy đủ 4 size luôn. Em cũng đang có cho mình size M, size L, XL và đầy cả 2XL luôn. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về. Cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1461. Chị này mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm nha. Này các chị xinh quá đúng không? Chút chiếc phong mềm nhẹ nè, mặc mát nè, bên trong có lót cho mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số là 1461 giá 199.000 đồng. 1461 giá 199.000 đồng thôi. Rồi chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm nha em nha các chị. 1461 kèm số điện thoại cho em là đồ hai, em tư vấn và chờ hàng luôn. Hiện tại em đang có cho mình đầy đủ 4 size luôn á. Đó, đa số á thì những cái mẫu em sale cho mình là những cái mẫu đầm lẻ size. Nhưng cả giờ mình thấy á, cái mẫu đầm nào có đầy đủ 4 size thì các chị mình cũng nên đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha. Tại vì khi mà mình đặt hàng chậm á nó sẽ hết hàng. Cho mình cố gắng mình tranh thủ đặt hàng phải thật là nhanh và thật là sớm giùm em tư vấn luôn. Rồi chị Ngọc Linh ok chút luôn ạ. 1461 199.000 đồng nha. 1461 199.000 đồng chị, em đang có 4 size. Chị Hùng Ân 1461 199.000 đồng size L luôn nè. Còn chị nào mà đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ giùm em nha các chị. 1461 kèm số điện thoại. Rồi giá chị có là 199.000 đồng, có hai sợi dây để mình buộc em. Hoặc là mà nói cái đầm này em mặc vừa là em thấy vừa với người luôn á các chị. Cho mình cũng không có cần vào phải cục eo lại cũng được luôn. Rồi đây tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái á, mẫu đầm khác nữa ha. Thích đầm nào có việc đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn. Rồi đây em lên cho mình đầm lụa mango. À, em lên nhí treo sau đầm trắng. Em lên đầm nhí treo sau đầm trắng thôi chị. Đầm này hả chị ơi. Rồi đầm nhí treo sau nè. Cái đầm này mã số là 1533. Chờ em xíu nha chị. Em xem đầm này còn bao nhiêu cái nè. Rồi 1533 em còn size M thôi.
Chị ơi, mình có thể đặt cái 1532 nè. 1532 em đang sale còn 99 ngàn nè chị. 1532 em đang sale còn cho còn 99 ngàn đồng nè chị ơi. Xe M thôi, em chỉ còn xe M thôi. Ôi chị Hùng Ân ơi, cái mã nhí đỏ đó mình mặc cũng không vừa luôn á chị, tại vì em cũng chỉ còn xe M thôi. Rồi tiếp tục nha. Không, không, không có coi giãn chị, không có coi giãn chị ơi. Tiếp tục chuyển thêm nha, cả nhà mình cùng xem thêm mẫu rồng khác nữa ha. Em lên nhí cho mình xem nè, chị là mặc vừa thì mình cứ việc đặt hàng, tại vì đang giảm chỉ có 99 ngàn đồng thôi à. Giá của nó cũng cũng rất là rẻ luôn. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1533. Đồng em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1533 này các chị ơi. Rồi, váy này thì hiện tại em chỉ còn cho mình là size M thôi. 40kg cho tới là 50kg luôn á chị, 50kg y chốc luôn. Eo tối đa tầm 70 độ về cho em ha. Đó, đồng này thì vừa form người luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1533. Đồng em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1533. Em sẽ có cho mình hai màu để mình chọn lựa ha. Và giá của em đó chỉ có là 99 ngàn đồng thôi ạ, size M ha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm. 1532 là cái này, 1532 em đang giảm là còn 99 ngàn. Còn cái em đang mặc trên người thì chưa 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 kịp giảm chị. Có gì ngày mai ngày mốt em giảm giá cho chị ha. Hay giờ giảm luôn. 99 ngàn đồng đồng giá luôn hay chị. Hai chiếc xe M. 1532 là nền nền đen hoa trắng, 1533 là nền đen hoa màu đỏ như vậy nè. Rồi mình thích cái nào thì mình đặt cái đó cho em, đồng giá luôn 99 ngàn đồng, chỉ 99 ngàn đồng có ngay đồng đẹp giá siêu rẻ cho em luôn. Chất liệu vải von nha chị, may kỹ lưỡng là hai lớp luôn nha, có khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình luôn, vải von mặc siêu thích luôn á chị. Rồi nhanh tay lên đơn sớm đi giùm em nè chị, chất liệu vải von nha, thích cái nào đặt hàng cho em cái đó. 1532 nè là nền đen và có phối cho chị mình là hoa màu trắng 99 ngàn. Còn 1533 là cái em mặc nè. Rồi 99 ngàn đồng đồng giá cho mình luôn. Nhanh tay đặt hàng thì gọi sớm nha em tư vấn cả nhà ơi. Mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Chất liệu vải von hai lớp kỹ lưỡng có khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình luôn, xinh quá đúng không các chị? Thấy cái nào cũng đẹp, thấy cái nào cũng ưng thì mình nhanh tay mình chốt đơn liền cho em nha. Chậm tay quá nó hết hàng rất là uổng nha các chị ơi. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha em. 1532 là cái em cầm nè. 1533 là cái em mặc thì ngày hôm nay em sẽ sale đồng giá cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà, sale rẻ ha. Giá chỉ có là 99 ngàn đồng thôi ạ. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình một cái em đầm siêu phẩm và đang được sale cho chị em mình luôn nha. Giờ nó mới lên á, giờ nó mới chịu lên. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. Mã số sản phẩm với số điện thoại đồng giá cho mình chỉ 99 ngàn đồng một váy thôi, thì các chị mình đặt hàng phải cố gắng mình đặt hàng thiệt là sớm nha, em tư vấn luôn. Không biết thấy đang lên. Rồi chỉ cách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ nha các chị. 1532 là cái em cầm nè, 1533 là cái đầm em đang mặc. Và em sẽ sale đồng giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu có chịu ạ, sale rẻ nha. Chỉ còn có giá tiền là 99 ngàn đồng thôi, 99 ngàn đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn hàng cho mình. Còn chị nào mà mình đặt hàng chậm á thì sao, có chị nó hết hàng uổng lắm luôn á. Cố gắng mình đặt hàng sớm nha em. Dạ vải von, chị ơi xinh quá trời quá đất đúng không? Em đứng gần cho mình coi một lần nữa nè. Trời ơi ghiền quá trời này các chị. Váy đẹp nha, mềm rũ mặt mát, phần tay may một lớp, thân váy may kỹ lưỡng cho mình hai lớp luôn và có khóa kéo phía sau lưng ha. Rồi ok tiếp tục, chị khách nào vô sau thì em sẽ lên cho mình đây một cái đầm, phải nói là siêu phẩm luôn. Chia sẻ livestream dùm em đây các chị ơi, mình chia sẻ lên tường nhà này, mình chia sẻ vào nhóm này và để với chế độ công khai là được ha. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn nha các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1533. 1533 chỉ còn có giá tiền bao nhiêu này các chị? Chỉ còn có giá là 99 ngàn đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1533, giá chỉ có là 99 ngàn đồng. Hay là hủy rồi? Hay là hủy rồi? Rồi nhanh tay lên đơn sớm đi dùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mã số với số điện thoại lên 30, cái nó xuống rồi 25 à. Rồi tiếp tục em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em làm siêu phẩm nha. Cái mẫu siêu phẩm này phải nói là quá xuất sắc luôn á. 1539, chị nào vào sau là mình phải săn liền cái mẫu này nè, tại vì cái mẫu này nó quá hiền luôn á, mà em đang sale trời ơi nó rẻ gì đâu luôn nha. Tiếp tục, mẫu đang mặc trên người mã số là 1539 nè chị.
Đó, 1539 đủ size cho chị em mình dễ chọn luôn. Em đang có cho cả những size M, size L, XL và là cả 2XL luôn nha chị. Từ 40 kg cho tới là tầm 65-66 kg. Eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Rồi nền vải màu đen nè, chấm bi nè chị, có phối hoa cho mình luôn. Chân váy xếp ly từ phía trước hai bên và xếp ly cả phía sau cho mình luôn, dáng đầm phông xòe rộng cho mình nè các chị. Cái dòng vải lụa Nhật nha, đầm này nè các chị, riêng cái áo chất là vải lụa Nhật thôi thì cái giá của nó cũng khá là cao rồi, và đây là nguyên cả một cái đầm vải lụa Nhật cho mình luôn. Trời ơi, nó quá đẹp luôn á các chị. Và ngày hôm nay cả nhà đặt hàng được sale giá bao nhiêu nè, 199.000 đồng luôn. Trời ơi, chỉ 199.000 đồng, quá rẻ luôn nè các chị. Đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1539. Rồi một ôi trời đất ơi, 1539, giá chỉ có là 199.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1539. Cái mặt vải của nó này các chị, trời ơi, mướt mượt luôn ha. Trên váy xếp ly hai bên phía trước và xếp ly cả hai bên phía sau cho mình nè, có khóa kéo phía sau nha. Rồi ok chị luôn nha, 1461 sẽ xl 199.000 đồng cho chị Hùng Ân. Mẫu đầm này em cũng sale rẻ nè chị Hùng Ân ơi, mẫu đầm này em đang sale còn 199.000 đồng luôn nè. Quá trời quá đất rẻ luôn. Mã số sản phẩm là 1539 nè chị, giá của nó là 199.000 đồng thôi. Váy đẹp nha chị ơi, mềm ha, mặc siêu mát luôn nha các chị. Dáng đồng phông xè xè, cao mét 65, đầm để mặc dài ngang ngửa bắp chân em. Mình thích mặc dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc ha. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi có thể lên like cắt ngắn. Vô không chị, lên, lên rồi. Mã số sản phẩm hả? 50. Rồi mã số sản phẩm với số điện thoại, mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1539. Đầm đang mặc trên người, mã số sản phẩm 60. 1539 chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ, 30 rồi, tiếng 30 rồi. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha các chị ơi. Váy đẹp nè, sờ lên giùm em, mềm lắm luôn, rất là mướt. Rồi nền đen nè, ha, hoa cho mình nè, đó, chấm bi nè, hoa này các chị dễ thương không. Tay dài cho mình luôn nha, rồi cổ tay bo thun cho mình luôn. Rồi giá em váy này ngày hôm nay bao nhiêu, chỉ có 199.000 thôi, chỉ 199.000 đồng thôi ạ. Ngay bây giờ mình đặt hàng cái mẫu đầm này, lên đơn liền 199.000 đồng cho chị Violet, 199.000 đồng cho chị Hoa Anh Thảo luôn. Còn chị nào mình đặt hàng nữa lên đơn sớm, cái chất là vải lụa Nhật này cho mình ha. Khi mà mình mặc lên sao có chị, trời ơi sờ lấy cái mặt vải nó mướt mượt và nó rất là mát cho mình luôn nữa ha. Váy đẹp nè, mềm mại nhẹ nhàng, mặc siêu mát. Và ngày hôm nay em vừa bán vừa tặng luôn, bình thường mình mua em váy này tới 499.000 đồng tại cửa hàng và những bài livestream khác bên em. Ngày hôm nay em giảm giá 199.000 đồng, chị nào chốt kịp trong bài livestream này thì mình sẽ được một cái mức giá sale rẻ luôn. Chốt đơn ngay, chốt đơn theo cú pháp 1539 kèm số điện thoại, 1539 kèm số điện thoại cho em giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng, 199.000 đồng thôi ạ. Đặt hàng xuống phía dưới giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi nền vải màu đen chấm bi có phối hoa nè ha, dễ thương không. Gam màu thì mặc lên phải nói là siêu trắng nè, đó, dáng đồng thì tôn dáng cho mình luôn, bầu bì bon chen thoải mái. Và cái dòng vải lụa Nhật này tuy rằng em may cho mình tay dài và cái chân váy cũng dài luôn, nhưng mà khi mà mình diện lên người các chị rất là trắng luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số 1539. 1539 ngày hôm nay sale rẻ bao nhiêu cả nhà ơi, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng, chỉ còn có giá tiền 199.000 đồng thôi ạ. Đặt hàng sớm em tư vấn này, chị khách nào mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng luôn, còn chị nào đặt hàng chậm hay sao các chị ơi, hết hàng nhớ là chia sẻ live stream liền giùm em nha. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình nè, mình chia sẻ vào nhóm nè và để với chế độ công khai là được ha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mẫu đang mặc trên người, mã số 1539 rồi, tranh thủ lên đơn sớm cả nhà. 1539 kèm số điện thoại. Đầm đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1539. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Chị Ngọc Loan ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Thanh Lâm ok chốt luôn 1539. Giả 199.000 đồng, xin không chị. Bình thường chị yêu mình mua giá 400 mấy, 500 mấy đúng không? Hôm nay chị yêu mình đặt hàng bên nhà em, em đảm bảo luôn bao giá toàn thị trường. Và đầm này là đầm chuyên về thiết kế bên em luôn ha, không hề đụng hàng ai. Bên em tự may, tự thiết kế, tự sản xuất và tự lên form. 199.000 đồng. Về nhà nhận được hàng, dỡ cái mẫu đầm này ra, sờ lên cái, trời biết ngay lụa Nhật liền là các chị có tiền thôi. Có 199.000 đồng, bao đẹp luôn ha. Nhanh tay đặt hàng sớm nha em luôn. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1539. Nhanh tay lên đơn sớm nha em luôn ạ. 1539 kèm số điện thoại, giá bao nhiêu các chị? 199.000 đồng, quá rẻ luôn. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1539. Chị đang mình đặt hàng ngay bây giờ mình
tranh thủ lên đơn sớm cho em. Cái chuyện mình đặt hàng nhanh có đơn đặt hàng chậm hết hàng, và khi trước khi mình đặt hàng thì sao các chị? Mình phải có chia sẻ livestream cho em, chỉ cần 3 lượt chia sẻ thôi. Bình thường kể như mình đặt hàng ở những cái shop khác mình phải chia sẻ 10 lượt, 20 lượt, mấy chục lượt luôn. Nhưng bên nhà em chỉ cần 3 lượt thôi là được. Vải siêu đẹp. Đó, giới thiệu bao nhiêu cũng vậy, nhưng mà mình mua về hàng về nhà thấy đẹp quá, thấy ưng quá, quay lại thì lại đây giới thiệu sản phẩm cho em nha. Mua đồng của shop nhiều rồi, mẫu nào chị cũng mừng hết, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Rồi giá bao nhiêu có chị? Chị có là 199.000 đồng thôi, bây giờ qua mẫu nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên lần sớm em tư vấn luôn ạ. Rồi lên tiếp cho các chị một em váy này ha, mẫu này xả hàng 139.000 trong like của em, trời ơi nó rẻ, 139k luôn cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn sớm giúp shop ạ. Ngoài livestream sẽ không có được giảm giá nha. Đó, lưu ý giúp em nè, khi mà kết thúc livestream á mình đặt hàng cái mẫu này là nhiều hơn 400, có trên like hiện 139.000, ai nhanh tay có đơn cho em luôn, mã số sản phẩm cho em và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người em mã số là 15 14992 nha. Đầm bi đen nãy mã gì? Bi đen nào chị ơi? Bi đen sơ mi hả? Bi đen sơ mi là 1539 ha. Bi đen sơ mi, trời cái này siêu hot, mới cập bến nhà em, sơ mi tay dài hàng rất là hiếm luôn. Chị nào thích váy tay dài chốt cái này, ít mẫu tay dài lắm. Sắp tới thì về thêm nha. Còn cái lô hàng mà đang có sẵn á là có nhiều hai cái đầm tay dài. Có hai cái đầm tay dài cho với chị mình thôi nha. Ai thích chấm bi chốt giúp em 1539, cái này hôm nay mua liền. Em này hôm nay mua liền, tại mấy chị biết sao không? Giá bình thường nó là bao nhiêu, trên like của em là 350. Mới like gần đây nhất ngày hôm qua luôn, mới like gần đây nhất của em ngày hôm qua luôn, 349.000 đồng. Riêng buổi like này chị nào chốt đơn 199.000 giá về tay, không đẹp không lấy tiền, hàng lụa Nhật cao cấp nhà em. Chị mới vô hả, chưa kịp xem thì chút em mặc lại chị xem này nha. Rồi còn bây giờ em mặc đi, có 139.000 mấy chị, cái này cũng không mua không được thiệt sự luôn á. 139.000 đồng cho em mẫu đang mang nha. Còn hai size tiếc quá, em chỉ còn cho mình là size M và L thôi. Ở đây chị nào 55 cân đổ về cho em mình chốt nha, để em ghim cái giá ở dưới nè. Rồi lên đơn cho em cái này là 1492 với chị nha. Giá sale chỉ dành cho khách đặt trên live của em ngày hôm nay thôi. Ngoài livestream sẽ không có được giảm giá nha cả nhà. Cố gắng mình lên đơn sớm giúp em 1492 và mình kèm giúp em cái số điện thoại nha. Cho chị mẫu hoa đỏ, chốt mã cho em đi chị, đem ghim giá cho. 130 đâu mất tiêu rồi, 139 nè đây. 139k mẫu đang mang em có cho mình là size M với lại L, thì tương đương sẽ là 55 cân đổi lại nha. Dưới 55 cân đẹp không? Sẽ rất là rộng luôn. 1m60 em mang nè, form dài qua gối, xuất sắc ha. Lấy mẫu này chốt đơn giúp em 1492 và kèm giúp em cái số điện thoại nha cả nhà. Tranh thủ lên đơn sớm để shop tư vấn được nha. Ngoài like là em về lại giá cũ rồi đó. Cũng cái đầm này luôn. Bây giờ hai chị khách đặt hàng, một chị sale 140, chị hơn 400 là có nha. Ok chị Ngọc Quý có đơn luôn ạ. 62 kênh hả chị? Hết hàng. 62 kênh để em xem cái khác. 62 cân đúng không? Rồi em lên cái khác cho mình coi thích đầm như nào. Bây giờ mình muốn em lên đầm như nào, bình luận bên dưới cho em luôn. Và mẫu mang là 1492 á chị, lấy mẫu đang mang chút nãy giúp em. 92 size M chị Hùng Vân, ok có hết nha. Vải gì vậy shop? Dạ cái này là vải von nha chị ơi. Em mặc là von, von hoa. Von hoa giãn đầm dài, tay áo dưỡng phòng, không lo chật bắp tay luôn. Bên trong đúp lót toàn bộ cho chị mình ha. Dưới 55 cân đẹp, hết size lớn rồi, không có về thêm. Mẫu này còn bao nhiêu sale hết là em bỏ mẫu chứ không có bay lại nữa nha. Qua mã nè, trời ơi đầm nào cũng đẹp, cũng sale, cũng rẻ hết trơn á. Nguyên cái livestream này cho em là mua phải 2-3 đầm, thật sự luôn, phải 2-3 đầm cho em nó mới đẹp, mới xứng đáng đồng tiền. Trong khi hôm nay giảm giá còn có 100 mấy, có 139 vậy, có 139.000 đồng cho em thôi. Rồi qua mẫu nha, em có cho các chị một em đầm hoa nhí hôm nay cũng sale với chị ơi. Đây cái hoa nhí này hôm nay em cũng đang sale nè. Bình thường á là cũng hơn 300 mẫu này đúng không? Đầm treo rút đầm bi hả chị? Đầm treo rút đầm bi là cái nào ta? Cái nào chị ơi? Cái bên trong cùng hả? Phải không? Ủa đằng sau em đâu có cái nào bi đâu. Sau em không có bi. Cái nào? Cái này đúng không? Trong cùng phải không? Cái này hoa nhí nè. Cái trong cùng này là sơ mi mới về nha. Phải không chị Hùng Ân? Nếu mà đúng cái phía trong cùng chị ok cho em cái nha. Đúng cái mẫu phía trong cùng chị ok cho em cái đi, rồi em giới thiệu cho mình luôn. Em mang có size mấy? Em mang đủ size. Qua cái đầm hoa nhí này là của em là nó có đủ size cho mình lựa chọn luôn, size nào cũng có hết. 65 cân đổ về cho em nha.
Co giãn hả chị? Rồi, ôi chị nào mà thích co giãn đó nha, hoặc là dạng mà tròn tròn eo lớn xíu, hay là cỡ 70 bảy mấy cân đó, mình đợi cho em sắp tới em về đầm bo thun resize eo nào cũng vừa nha, đợi em vài bữa nữa. Còn bây giờ mà có sẵn mà đầm co giãn hả? Co giãn bây giờ em cũng hơi ít mẫu nha. Co giãn đợt này em có mấy mẫu cho mình là đang sale á, là em có cái body vest này nè mấy chị. Đây em có hai cái body vest này, đi tiệc đi làm cũng được, văn phòng bác chị mấy chị mà sang. Hai cái body vest này của em là hàng dạng là một cái poly, một cái là kaki theo, và đều có độ co giãn cho mình luôn. Còn nếu mà váy xòe nha, váy xòe mà chất co giãn thì hôm nay em có mỗi cái đầm đen thôi, mẫu đó thì sợ mấy chị mua rồi, tại vì best seller nhà em, cái đầm đen cái best seller nhà em để em bán hổm giờ là cũng mấy ngày mấy tuần rồi, thì sợ là mình có rồi á. Dạ em đang là von chị, cái này thì không coi giảng. Bên cạnh em á hả, bên cạnh em hả, bên cạnh em có cái nào bi đâu ta? Ủa chị thấy tới cái nào ta, để em coi coi chị thấy tới tới phút nào em đang thấy cái nào bi sao em đâu ta. Có mắt xích nè, có mắt xích nè đó, với lại có hai cái đầm vé này thôi, đâu có đầm chấm bi đâu. Em bao bao nhiêu tiền rồi, bây giờ để em giới thiệu cái đầm này xíu nha. Mẫu này cho em mã số là 1535, rồi hôm nay giảm giá 270 đây mấy chị, khoan đợi em xíu, đầm này giảm nhưng mà đợi em chút em kiểm tra lại coi, 1535 nha cả nhà, giá hôm nay không rẻ là không chơi luôn á. Rồi 250, sốc chưa, 249 ngàn, hôm nay coi như là tiết kiệm bao nhiêu tiền. Bình thường em bán là 320, bình thường em bán là 320 mẫu này, hôm nay giảm còn 249, 249 ngàn đồng cho em mẫu đang mang nha. Có 4 size cho cái chiêu lựa chọn, em này thì size nào cũng có, ML, XL và 2X. Đây chị Thảo Trần 65 kênh, 65 kênh quay đầu cho em mình chốt. À cái này, thấy cái bi rồi, đây vỡ không, trời ơi nó nằm ở trong góc, nó bị mấy cái đầm kia che mất tiêu. Đây cái đầm bi nè, trước cái đầm bi là cái cách tân nha, trước cái đầm bi là cái váy cách tân trên hai dít trơn. Cái mẫu này hình như em hết hàng rồi sao á, còn có một hai cái size M hả, cái váy cách tân để còn có một hai cái size M thôi, dưới 50 cân vừa cho em thì ok nha. Rồi em mặc là đủ size nha cả nhà, 1535 là sắp có đủ size cho cái chị mình luôn. À cái mắt xích hả, mắt xích hôm nay giảm giá nè, mắt xích hôm nay có 269 ngàn đồng cho một em đầm sơ mi xòe hai lớp, vải chiffon cho em hai lớp 269. Để sau cái này đi, sau cái này em mặc cái mắt xích cho chị coi, đợi em xíu nha. Rồi ai thích hoa nhí, ai thích hoa nhí bộ đồng của em chốt mã cho em 1535 đi, chốt mã cho em 1535 đi mấy chị ơi, cái đầm này rẻ, tại shop em vẫn bán là hơn 400 ngàn nha. Bây giờ mà chị nào qua trực tiếp shop em, mẫu này vẫn hơn 400 ngàn đồng. Ở nhà coi like 249, rẻ hơn nhiều luôn á. Ở nhà coi like 249 ngàn, và nhớ độ lấy cho em là bao nhiêu, 3 lần chia sẻ lên trang cá nhân hoặc là lên trang có hội nhóm cho em đều được nha. Size L em bao nhiêu shop, size L em 74. Đồng em mặc có 4 size nha cả nhà. Mẫu em đang mặc có 4 size cho cái chiều lựa chọn là ML, XL và 2X luôn ha. 65 cân đổ về cho em mình chốt hàng. Em này full size eo 85, eo dưới 85 đổ lại cho em mình chốt bên trong đúp lót toàn bộ luôn. Cái màu này mặc dễ thương, màu hoa vàng, cái chị yêu mặc cho em vừa trẻ mà vừa trắng da nữa. Vai áo nhúng vòng không lao chật bắp tay luôn. Rồi 249 ngàn đồng em qua mã nha. Em lên cái đầm mắt xích cho mình xem. Em nói là có cái đầm đen co giãn nè mà đau mất tiêu rồi, để em vay nghĩa nè. Em có cái váy đen á, cái mẫu đó thì ở đây nè. Đây chị nào nãy hỏi em đầm co giãn á, thì em có hai cái body vest co giãn ha. Rồi em có cái đầm đen này nè. Em này là hàng hàng poly nha cả nhà, poly hai da. Poly hai da co giãn cho em 4 chiều luôn ha. Nhưng mà sợ là chị có rồi thôi. Sợ là sợ có rồi, tại hàng này em không phải mới về một ngày, em về đã mấy tuần nay rồi. Sắp tối là em về thêm kiểu khác nữa rồi đó. Tranh thủ mình đặt sớm nè. Rồi qua mắt xích, mắt xích hôm nay cũng giảm giá luôn. Chị Ngọc Hà ơi, váy bên em là thời trang trung niên, nhưng mà em thấy là có nhiều mẫu dễ thương lắm, trẻ mà cũng được nha. Thật sự thì thời trang nó cũng không có, nó cũng không có gọi là phân chia lắm đâu mấy chị. Tùy thôi, tùy sở thích mỗi chị thôi. Có chị thấy mặt đẹp, có chị thấy kiểu đó trẻ, có chị thấy kiểu đó trung niên. Đó, tùy sở thích nha. Rồi em đang có gì em, sơ mi mắt xích của em đang mặc hạ số là 1464. Ngày hôm nay chị nào đặt đơn em giảm còn 269 nha, 269.
69 ngàn. Có gì thắt eo để em cột nó lại cái nha. Là em mặc á, là cái chị thấy ha, mẫu này không có sợ nó rộng. Riêng cái đầu mắt xếp này của em nè, là mình chỉ sợ chật thôi ha, sợ chật thôi chứ không sợ rộng. Tại vì sao? Rộng mình cột nó lại được, có dây eo cho cái chị mình rồi nha. Mẫu em mang cho chị Hoa Nhí 1535 rồi, ok chị Luyến ha. Coi giãn xè A hỏi chị, em học bây giờ không có coi giãn mà nó xè A, cái này nó hơi... Cái này thì nó coi giãn là nhưng mà nó xè cỡ này được không? Em mặc cái đầm đen này cho mình coi thử nha. Đầm đen thử nha. Coi coi ưng thì mình chốt. Tại bây giờ váy chữ A đó, váy chữ A thì em lại không có loại coi giãn rồi. Đầm chữ A thì bây giờ em toàn là von lụa. Von lụa không à thì nó không có coi giãn nha. Nhưng mà đổi lại thì em có size á, em có size cho mình lựa chọn. Ví dụ như mình bao nhiêu cân thì chọn cái size phù hợp là được ha. Rồi sau cái này em mặc thử cái váy đen coi giãn mình coi nha. Bây giờ tập trung cho em cái sơ mi này đi với chị. Rẻ hơn một cái áo sơ mi ngoài kia bán nữa. Có 269 ngàn trên like này thôi. Rồi chốt giúp em là 1464 nha. 269. Bình thường bao nhiêu tiền? 450 ngàn. Tại shop em bán 450. Ngay trên mỗi livestream này chị nào đặt đơn sale còn 269k thôi ạ. Em có 4 size cho mình lựa chọn, ML, XL và 2X. Chị nào dưới 65 cân nghe mình chốt nha. Full size, em mặc size M nè. Em đang mặc size M ha. Em có size tới 65 cân. Đó, chị nào dưới 65 cân nghe mình chốt nha. Giao đến tận nơi. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho cái chị yêu xem hàng kìa, nãy cao nhất nhiều chẳng không cả 40 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà ơi. Eo 84 quay đầu cho em mình chốt ạ. Eo 84 đổ về cái chị yêu mình chốt đơ cho em ha. Bắt xích dọc nên là nhìn nó gọn gàng lắm. Với lại hai cái màu đen trắng các chị thấy kết hợp nó sang không có xến. Rất là sang, rất là đẹp cho em luôn. Em qua cái váy đen nha. Cái váy đen cái kiểu này nè, cái cổ áo này nè đang rất là hot tại nhà em luôn á. Mấy chị khách nhà em khen quá trời kêu em may thêm thì em mới về cho mình là được 3 mẫu nha, về thêm được 3 mẫu mới với cái thiết kế là cái cổ được may cách điệu như thế này. Để em mặc cho mình coi cái màu đen này trước ha. Rồi chị nào thích cái kiểu cổ này á thì em mới về cho mình là hai cái đen, một cái đỏ, một cái xanh với lại một cái đầm kim tuyến cũng là cái cổ này luôn. Đây kiểu này đẹp. Cổ này sang lắm mấy chị. Mà có em này là hàng poly co giãn thôi ha. Màu đen em mặc nha. Chất liệu là poly hai da co giãn 1545 nha cả nhà. Nhưng mà để em coi coi nó lẻ sai hay không cái đã. 1545 cho em nha. Rồi hôm nay em có sai cho mình là, để em coi. Ôi lớp bạn kìa. Không. Hồi nãy cao nhất như mày nói. Thì nãy có không? Thì có rồi, nó nhiêu đó. Dán coi. Mày giờ xuống rồi. Ừ. Nhưng mà ý là nó có lên đó, hiểu không? Rồi em mặc đây còn nè, 3 size. 1545 em mặc đây còn 3 size cho mấy chị mình là L, XL và 2X ha. 50 cho tới là bao nhiêu? Đầm này của em nha, chị nào 6768 cân đó, cao cao xíu ha, 70 cân các chị mặc được luôn nha. Eo 90 đổ về cho em. 88, eo 88 là thoải mái nha, eo 90 là kiểu như nó vừa khít luôn á. Trừ hao mấy chị eo 88 mặc là đẹp cho em, thoải mái, kiểu này rất là đẹp. Đó, màu em đây sẽ là màu đen ha. Và cái form này mặc lên sẽ rất là gọn gàng cho mình luôn. Giá là 300. Bao nhiêu đây để em xíu nha, 1545 nha cả nhà. 1545 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi chị nào thích váy đen mình tham khảo giúp em. Mỗi này em sale cho mình là 349 nha. 1545 sale còn 349 ngàn đồng. 1545 sale còn 349 ngàn đồng nha cả nhà. 3 size của giúp em là 50 cho tới là bao nhiêu? 67-68 cân vừa ha. Rồi size nhỏ bộ này hết, bộ này còn size lớn nha mấy chị. Cái đầm này xếp liên ngực đẹp lắm, mặc vô là vòng 1 con, vòng 1 nhìn nó đầy đặn hơn nhiều. Rồi 349 ngàn cho em nha. Lẻ size 59k, 69k. Lẻ size 59k, hôm nay lẻ size 99k nha. Hôm nay có đầm sale lẻ size 99k thì em cũng có mặc rất là nhiều mẫu luôn rồi á. Hôm nay thì em có sale cho cái chị mình thấp nhất là từ 99 ngàn đồng. Trong đó là có là có nhiều mẫu là gọi là mẫu mới luôn á, nhưng mà nó lẻ sai đó chứ mà là hàng của đợt trước xả kho đâu nha, kể cả hàng mới về luôn em vẫn sale bình thường. Em này có sai cho cái chị mình là 50 cho tới là 68 cân nha. 50 cho tới là 68 cân quay đầu cho em mình chốt ạ. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp shop nha.
Danh tay đặt sớm giúp em nha cả nhà. Sale trên like này sẽ là 369.000 ha. Chị nào chưa 349.000 nha. 349.000 đồng. 349.000 đồng nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có mẫu này lên tay lên đơn sớm giúp em ha. Chất liệu polycoy dạng tốt, mặc thoải mái cho em. Màu đen cái chị yêu mặc sẽ rất là gọn dáng luôn ha cả nhà. Chị nào tròn người có bụng á thì càng nên chọn cái tông màu này nha. Rồi, bà livestream này bây giờ em sẽ lưu lại, và nếu chị nào vô trễ mình có thể xem lại từ đầu giúp em. Đó, nhớ là bấm tích trang bên shop nha, chứ là những chị khách mới á mình bấm tích trang đi, để khi nào em có livestream á nó sẽ có thông báo tới cho mình ha. Còn bây giờ chị nào vô trễ mình có thể xem lại đầu nha cả nhà. Chúc quý chị có một buổi chiều thật là vui vẻ nhé.